Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ hai, 15 tháng 7 năm 2024 rồi. Thưa quý vị, giữa tháng 7 rồi nhưng mà buổi sáng ra thì trời vẫn nó se se lạnh nhưng mà buổi trưa thì lại nắng ấm lên rồi chiều tối cỡ khoảng 6 bây giờ thì lại nó mát lại trở lại rồi. Nó không giống như là mùa hè của những năm trước là nó hầm nó nóng hay là nó chưa tới, thì chắc là nó chưa tới. À, chúng tôi có trên uh, Facebook, uh, YouTube, à, quý vị có thể coi live vào phút này. À, chúng tôi có trên uh, TV bình thường ở miền Nam California là đài 56.10, Bắc Cali 16.11, cũng như là bên Houston, Texas là đài 27.6. À, và trên mạng lưới Internet toàn cầu đó là tv com Suốt à, uh, cuối tuần qua, là tin tức mà lan tràn hết đó là cái sự kiện mà cựu tổng thống Donald Trump đã bị người ta gọi đó là hành động ám sát lúc mà ông đi vận động tranh cử ở bên tiểu bang Pennsylvania. À, cái việc này nó không, nó làm cho người ta cảm giác là quá là bất ngờ ừ. và cũng chính từ cái điều này cho nên là họ nghi ngờ rằng là trong thời gian tới đây không biết những cái chuyện gì đã xảy ra. À, vì cái sự việc này xảy ra là vào à, cuối tuần ngày thứ 7, 13 tây tháng 7 cho nên ngay trên những cái cái bản tin chính thức ở trên TV của Sài Gòn TV thì chúng tôi không có cập nhật kịp tuy nhiên ở trong Youtube và Facebook thì những tin tức liên quan đến cái vụ mà ám sát cựu Tổng thống Donald Trump đều đã được cập nhật thì lướt qua một chút xíu về cái sự việc này Ngọc Lan vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó đang ở nhà thì ừ. nhìn thấy cái uh, trên uh, tin nhắn và Facebook của anh Nguyễn Trường cũng như một số đồng nghiệp khác là gửi Ô có cái sự việc này xảy ra Lúc đó mình còn đang ngơ ngơ ngác ngát Ô ừ. cái chuyện gì Nhưng mà sau đó thì biết là đúng 3 giờ 15 giờ Cali Tức là 6 giờ 15 ở bên uh, tiểu bang Pennsylvania Thì một cái sự kiện chấn động như vậy um, Sau đó là tin tức người ta dồn dập 8 phát súng Ít nhất người ta cho rằng 8 phát súng đã bước uh, bắn ra từ một cái người thanh niên chỉ mới có 20 tuổi thôi hướng về phía ông cựu tổng thống Donald Trump trong lúc ông vừa mới xuất hiện ở trên cái diễn đàn để mà vận động tranh cử. Những cái chi tiết hiện giờ liên quan đến cái sự việc này người ta vẫn đang tiếp tục điều tra và cái quan trọng nhất là điều tra xem là tại sao cái hung thủ đó đó cái tên Thomas Mattel Crooks đó lý do gì, hành động gì để dẫn đến cái việc nổ súng này người ta vẫn nói rằng là nó có một cái gì đó nó rất là kỳ quặc nó rất là khó hiểu liên quan đến cái sự việc này bởi vì ngay trước khi mà những cái phát súng đó nổ hướng về cựu tổng thống donald trump thì người ta đã nhìn thấy cái người thanh niên này đi lên trên cái mái nhà rồi và không chỉ có một số người dân nhìn thấy mà có hình ảnh video quay lại mà có cả một cái người người ta nói là một người cảnh sát địa phương ở chỗ đó đó cũng thấy thì cái người cảnh sát này theo như lời của ông cảnh sát trưởng ở cái cái địa hạt đó nói lại đó là cái người viên cảnh sát này đã leo lên trên giống như là nhìn được thấy cái cái tên hung thủ đó nhưng mà vừa lúc đó thì cái tên trộm này quay lại chĩa súng vào người cảnh sát đó thì ông ta lại nấp xuống thì vừa nấp xuống xong là sau đó là 8 phát đạn đã được bắn ra. Um, nói về cái cái, cái um, vấn đề mà nổ súng như vậy đó, thì đây là cái hình ảnh mà người ta mô tả lại cái cái sự kiện ngày hôm đó. Đây là cái chỗ mà những người uh, là, gọi là những người uh, bánh tỉa đó, mà của sở mật vụ, thì ở trên cái mái nhà ở đây là sở mật vụ ở đây. Trong khi đó cái mái nhà của cái hung thủ mà ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump thì nằm ở phía bên này. Ngày hôm nay thì rất nhiều những cái than phiền hay là những cái chỉ trích nhắm tới cơ quan mật vụ là tại vì đã không bảo vệ kỹ càng. Mặc dù là cơ quan mật vụ có nói rằng là cái công việc mà bảo vệ một yếu nhân đó và của cơ quan mật vụ mà thực hiện đó thì lúc nào cũng không thể nào để ra sơ sót được. Ngày hôm đó cũng như Ngọc Lan mới nói thì đã có vài người thấy cái tên Thomas Crook này nó leo lên mái nhà và có mang súng theo. Thì họ, một vài người đó sau khi chứng kiến thì họ đã báo động với cảnh sát. Có báo động rồi nha. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà hay là không có kịp đó à, để mà chấn áp cái tên này. Thì tên này đã nổ súng. Thì một người đã bị trúng à, đạn và tự thương ngay ở chỗ này. Còn cựu Tổng thống Donald Trump thì đứng ngay ở chỗ này. May là cái tên này nó nhắm vô cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà cái viên đạn nó bị chợt qua tay. À, chứ không thôi nếu mà xảy ra chuyện đó thì ngày hôm nay chắc là tin lớn lắm. Là tại vì cái tên này mới có 20 tuổi thôi. Và đây là lần đầu tiên ghi danh với đảng Cộng Hòa để đi bỏ phiếu. Đó, à, à, nhiều người nói rằng là tên này là một tên cô độc, à, sống thầm lặng và cái xu hướng chính trị thì lại không rõ ràng. Nhưng mà Tên này à, trước khi mà tới tuổi 18 đó Thì đã cũng có đi quyên góp một ít tiền Để ủng hộ cho một cái đảng mà ông ta thích à, Cho nên khi mà ngày hôm nay đó Thì sở mật vụ đang bị chỉ trích Và họ nói rằng là mặc dù là có những cái sơ sót Nhưng mà họ không nghĩ rằng là cái cái bang này là cái bang mà Gọi là bảo vệ Tổng thống rất là kỹ Nhưng mà nó lại để ra chuyện nó xảy ra à, Đây không phải là lần đầu tiên năm 2007, năm 2012, năm 2017 17 nữa thì cũng đã có những cái trường hợp là sở mật vụ lơ là trong cái việc bảo vệ những cựu tổng thống hoặc là đương kim tổng thống. Đã có hai lần hai người treo cái hàng rào của tòa Bạch Ốc để đi vào trong tòa Bạch Ốc. Có người đi tới 17 phút sau đó mới bị phát hiện ra. Có người đi cả một tiếng, hai tiếng đồng hồ mới bị phát hiện ra mà trong lúc bây giờ đó thì có tổng thống đang ở trong nhà trắng thôi quý vị. Cho nên họ cũng đang bị chỉ trích là là họ họ đã không làm cái nhiệm vụ của họ đúng. Thì ngày hôm nay cơ quan mật vụ mới bắt đầu tổng kết lại những cái sự kiện đó đã, đã xảy ra những cái việc gì nó xảy ra ngày hôm đó để họ coi là họ đã lơ là ở cái chỗ nào và họ đã không có chú ý tới ở cái khúc nào mà để cho cái chuyện mà mặc dù có người báo rằng thấy có người leo lên mái nhà có mang súng nhưng mà lại không ai làm gì hết hay là làm không kịp hay là cái sự mà báo tin từ người này tới người khác người khác và truyền cái lệnh nó lên trên người, người, người người cao cấp hơn để mà người ta giải quyết vấn đề đó nó quá chậm trễ đi cho nên nó xảy ra cái việc ám sát hụt của tổng thống Donald Trump đến hôm nay như đã nói tin tức liên quan đến vụ này vẫn còn khiến người ta quan tâm và nó là một cái điều khiến người ta lo ngại Cho an ninh của quốc gia nữa à, Ở đây khi họ mà phỏng vấn Ông cựu giám đốc sở mật vụ Người giám đốc sở mật, à, Cựu giám đốc sở mật vụ là Julia Pearson Thì người này cho biết á, Là Cũng không hề hình dung được Là chuyện gì đã xảy ra ừ. Bởi vì khi mà bảo vệ những yếu nhân này Tổng thống, cựu tổng thống Thì trong cái khu vực Họ nói 1.000 gia Là phải hoàn toàn là phải clear hết nhưng mà trong khi cái tên này đứng là chỉ cách có 150 gia thôi. Nghĩa là ít hơn rất là nhiều so với lại cái yêu cầu bắt buộc từ hồi xưa giờ giữ 1.000 da và 150 gia đều Điều đó hoàn toàn khác nhau. À, cái người này cho biết rằng là nếu mà 150 gia là hình dung chỉ có bằng chiều dài của một sân rưỡi cái bóng rổ thôi. Cho nên cái chuyện mà cho dù không phải là một người bắn thật giỏi cũng có thể là hạ gục cái 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 mục tiêu mà mình muốn bắn tròn trong cái trường hợp này có thể nói là chỉ nhờ Chúa che chở thôi chứ không biết là làm sao để có thể vào cái viên đạn đó sượt qua tay và có một cái hình ảnh người ta nói là cái bức ảnh đó là cũng là độc nhất vô nhị luôn khi mà chụp được cái hình ảnh cái viên đạn mà thì theo sượt qua cái lỗ tai của ông cựu tổng thống Donald Trump. Um, khi mà ngày cũng trong cái 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 sự việc này đó thì nhiều cái vấn đề người ta đặt ra người ta cũng đã cố gắng để mà tìm hiểu lý do từ những người bạn học từ những thầy cô ở trong trường mà hung thủ đã học ở đó thì tất cả những cái gì cho biết người này đều là một người rất là bình thường ừ. chưa có một cái vấn đề gì xảy ra hết một người bạn học thì cho rằng là ô suốt 4 năm học thì thấy uh, nó cũng bình thường thôi nó là một đứa ít nói nhưng không có nghĩa là nó là một đứa cô độc mà đặc biệt nó học rất là giỏi nó có trong danh sách của 20 học sinh giỏi nhất của cái trường đó khi mà tốt nghiệp rồi khi mà phỏng vấn bố của nó thì bố của nó cũng nói là bây giờ tôi chưa nói gì hết tôi muốn nghe từ cái cơ quan thực thi pháp luật nói gì về hành động của con tôi có nghĩa là gia đình và tất cả đều sửng sốt trước cái vấn đề này và cũng từ đây để người ta lại suy nghĩ rằng là ô cái chuyện gì tại sao um, đây là nó là một biểu hiện của sự ủng hộ hay là thù ghét bởi vì nó có nhiều lý do để mà dẫn đến cái điều này khi gây cả khi mà người ta yêu thích người đó người ta cũng có thể giết người đó nữa xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Các quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV à, liên quan đến cái sự kiện mà cựu tổng thống Donald Trump bị bắn vào hôm thứ bảy vừa rồi đó, thì còn rất là nhiều tin tức nữa. Nhưng mà chúng tôi sẽ, những phần đó quý vị sẽ xem, nghe, phân tích ở trong chương trình Thời sự thế giới cùng với lại anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên à, về những vấn đề khác liên quan đến tin địa phương thì hôm vừa rồi đó tin tức trong thời gian qua chúng tôi đưa rất nhiều những cái vụ mà giả dạng cướp giật lừa gạt vân vân nhưng mà mới đây nhất thì cảnh sát đã đưa ra một cái cảnh báo liên quan đến một cái hành động cướp mà gọi là cướp ôm nghe rất là lạ cướp đúng không ôm. cướp ôm cướp ôm có nghĩa là gì mình nghe cái chữ mà cảnh sát dùng thì lạ nhưng mà thật ra ở cái khu vực quanh lý do sài gòn này á thì trong thời gian nhiều năm qua đã đã xảy ra cái hiện tượng này rồi đó là nhưng mà cái đây á cái người cảnh báo là ở khu vực là Bắc Cali khi mà những cái một người đàn ông tự nhiên ông ta bất ngờ khi thấy một cái chiếc xe tự nhiên dừng lại ở ngay trước cái khu vực nhà mà ông ta đang đứng xong rồi trên xe một người phụ nữ người lái xe là một người đàn ông người trên xe là một người phụ nữ bước xuống tự nhiên chạy đến cái giống như ôm ông ta một cái thật ra cái ôm đó là để làm gì Tháo dây chuyền hoặc là um, những cái nữ trang hoặc là lấy những cái gì ở trên người đó cái sự việc này trong thời gian qua quanh khu vực này sử dụng rất là nhiều nhiều khi chiếc xe dừng lại xong rồi à, hỏi thăm ví dụ người trên đó hỏi thăm đường hay là hỏi thăm một chuyện gì đó thì những người đó người ta thấy cái chuyện bình thường người ta trả lời trả lời xong thì người đã bước xuống giống như là cảm ơn thế là ơ một cái thì đó là cái lúc mà họ sẽ tháo đi lấy đi những cái đồ trang sức ở trên người của mình hoặc là thậm chí không phải là họ làm cái hành động như vậy không mà có thể ô bởi vì cảm ơn về nghĩa cử đó họ muốn người này có thể là lấy một cái sợi dây chuyền ra để mang lên cổ thì cái cách thức đó đang được báo động à, cảnh sát nói rằng là quý vị hãy lưu ý khi mà có những cái người những người lạ tự nhiên mà đến gần mình á thì quý vị phải cảnh giác không có cho ai tiếp xúc gần mình hết khi mà mà ừ. với những cái hành động như vậy, còn cái chuyện mà nhờ những người này khi mà họ dừng lại xong rồi họ gạ để mua những cái vàng, à, nữ trang, những cái cọng dây chuyền, ai là nạn nhân á quý vị sẽ thấy rồi. Người ta chụp hình cho cái cọng nào như là cái cọng loại tối ừ. vậy đó, nó rất là to, rồi xong rồi nhẫn à, dây chuyền, rồi xong rồi họ đưa, họ kêu là ơ tôi cảm ơn hoặc là họ muốn đổi cái đồ gì ở trên người của mình thì quý vị lưu ý nha đây là một cái hành động cướp khác tên là cướp ôm trong khi đó thì thưa quý vị đã bao lâu rồi quý vị không viết check có nghĩa là mình lấy cái cuốn sổ check uh, chương mục uh, của mình trong nhà băng ra mình ký tên trên đó để, để mình trả tiền cho ai đó đã bao lâu rồi mình không có ký check uh, viết chi phiếu à, đúng hơn là tiếng việt mình là như vậy Thưa quý vị, bắt đầu ngày hôm nay nha, ngày 15 tháng 7 thì Target sẽ không nhận personal check nữa. Có nghĩa là quý vị tới đây để mua đồ rồi quý vị móc trong bóp ra cái cuốn sổ chi phiếu của mình đó rồi mình viết là danh đó trả cho Target bao nhiêu tiền đó thì bắt đầu từ ngày hôm nay Target không nhận viết check nữa. Cho nên uh, cái việc này đó thì có những người lớn tuổi người ta không có xài những cái tinh tiến như bây giờ là gọi là ví điện tử hay là apple pay android pay ừ. thẻ tín dụng uh, trên cái điện thoại của mình uh, gạt qua một cái là xong rồi này kia thì những người này họ nói rằng là target cũng như là một vài những cái địa điểm bán hàng khác đó đã, đã coi thường người già của chúng tôi <laughs> tức là uh, khi chúng tôi không ừ. biết xài những cái công nghệ cao như vậy đó là chúng tôi vẫn viết check như là thời xưa tới đấy bây giờ Nhưng mà bây giờ thì càng ngày còn càng có nhiều nơi họ không nhận check nữa à, Hệ thống chợ Audi là không nhận check nè Whole Foods cũng không nhận check nè Và bây giờ tới Target Và cũng như là một vài những cái địa điểm khác nữa Họ không có nhận check Thế thì um, Công ty Target nói rằng là uh, Không nhận check nữa Là tại vì bây giờ có quá nhiều những cái cách thức để mà trả tiền à, Như chúng ta là những người bình thường đó Thì chúng ta có nào là ví điện tử, nào là venmo, nào là zalo, uh, chúng ta truyền tiếng việt gọi là nôm na là chuyển khoản đó, tức là mình chuyển khoản từ ngân hàng của mình tới ngân hàng của cái người kia chỉ cần đọc số điện thoại thôi, hay chỉ cần scan qua cái barcode thôi là mình có thể chuyển cho người đó được rồi. Nếu quý vị có đi du lịch ở Trung Quốc nha, thì quý vị sẽ thấy những cái hàng bán ở ngoài đường á nha, những cái xe đẩy bán đồ ăn ở ngoài đường, hủ tiếu mì này cái gì đó những cái xe đó đều có một cái nó gọi là cái qr code cái hình qr code dán trên cái xe đó là để cho khách du lịch có thể dùng cái điện thoại để trả tiền thay vì là phải có tiền mặt để trả thì cái công nghệ đó càng ngày nó càng lan rộng ra và tới nay đó thì ta ghẹt cũng như vậy nó cũng sẽ là à, à, không nhận cái viết check nữa mà là phải, phải trả bằng ví điện tử thẻ tín dụng và nhiều cái cách khác à, chứ không viết check À, cái công ty Global Data Center họ là một cái nghiên cứu là trong thời gian này đó thì còn có bao nhiêu phần trăm người người ta sử dụng cái chi phiếu nữa là check viết check nữa ừ. ngạc nhiên lắm quý vị 61% người Mỹ vẫn viết check tức là họ vẫn đi chợ mang theo cái sổ cái sổ check của mình đó rồi tới đâu mua cái gì đó là viết viết viết, viết ra rồi ký tên rồi đưa cái tờ check đó còn tới 61% nha chứ không phải là ấy đâu nhưng mà À, tại sao target lại ngưng là tại vì họ nói rằng là trong thời gian vừa qua sau khi mà họ tìm hiểu đó thì cái số người mà đi tới chợ target để mà viết check là chỉ có 3% thôi. Tức là không còn nhiều nữa. Cho nên họ quyết định là thôi từ nay trở đi từ hôm nay ngày hôm nay là 15 tháng 7 nè là họ không nhận check nữa. Là nó đỡ một cái là cho nhân viên khỏi phải uh, coi coi là cái tên của mình ở trên cái check với lại cái uh, bằng lái xe của mình có giống nhau hay không, mình có ăn cắp sổ check của ai hay không, hay là trong lúc mà đứng viết check như vậy đó thì cái người đằng sau xếp hàng có phải đứng chờ đợi lâu thì họ họ nói rằng là làm nhiều cách để mà chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi mà đi tới uh, chợ Target để mà mua đồ, um, cái công ty um, mà Global Center, Data Center thì họ làm một cái khảo sát nói rằng là bạn có biết rằng là một cái personal check tức là cái chương mục à, cá nhân của mình đó một cái check viết ra nó có thời hạn để bao lâu để chúng ta đi đi đi, đi, đi lấy tiền ra hay không ừ, nó đâu có thời hạn trừ khi nào mà ở trên nó có ghi thôi chứ có thời hạn đúng không có gì ừ, ha personal check ừ. à, nó có thời hạn là 6 tháng nha quý vị nha tức là một người nào đó ký cho quý vị một cái tờ check ngày 1 tháng 1 của năm 2024 đi. Thì tới sau ngày 30 tháng 6 thì có thể cái tờ check đó không còn uh, hợp lệ nữa. Mặc dù có nhà băng sẽ nói rằng là cái này nó hết hạn rồi, nhưng cũng có nhà băng vẫn cho mình uh, đi uh, lấy tiền ra từ cái check đó. Nhưng nếu lấy tiền ra xong rồi mà họ thấy rằng cái cái ngân hàng mà mình đã cái người nào đã dùng cái ngân hàng đó để mà trả cho mình đó, ngân hàng nó đó đó đóng cửa rồi. Oh. Đó là một hoặc là cái người đó đã làm một cái stop payment tức là không trả tiền cho cái chi phiếu đó nữa. Có thể là họ nói là họ nghĩ rằng là ồ oh, lâu quá rồi mà cái chi phiếu này không có ai lấy đi lãnh tiền hết, có thể là nó mất rồi. Đó, thì họ có thể dùng cái đó họ stop payment thì coi như là mình cũng không có cash được. Hoặc là à, cũng có trường hợp nếu cái ngân hàng nào mà chấp nhận đi thì họ cho mình lấy tiền. Xong rồi, một là mình có tiền mặt, hai là mình có trong tài khoản của mình. Nhưng mà sau đó họ phát hiện ra là cái check này nó không còn hợp lệ nữa, cái nhà băng mà đã đã dùng để mà để gửi cho mình đó, nhà băng đó đã không còn tồn tại nữa hay là nhiều lý do à, thì chúng ta sẽ bị rút tiền ngược lại nha, rồi còn bị phạt 35 đồng mà nếu trong băng chúng của mình mà không có cái tiền để trả cho cái 35 đồng đó mình bị còn phạt thêm một lần nữa là 35 đồng cho tiền overdraft tức là tiền lấy dư nữa cho nên nó có nhiều cái mà chúng ta để ý mà check thì nó có nhiều loại personal check, government check, hãng xưởng check thì đa số nha, hầu hết hãng xưởng personal check là 6 tháng Ừ. government check tức là từ liên bang gửi một cái check cho mình để mà uh, trợ cấp xã hội hay gì đó hay là giúp đỡ trong thiên tai gì đó đi thì cái check đó là một năm một năm từ ngày ký cái check đó à, cho nên khi mà chúng ta có một cái tờ personal check hay là government check hay là công ty hãng xưởng của mình đó mà nó lâu quá mình để quê mình không mang đi, đi lãnh thì mình không cần tiền đó mình không đi lãnh đó thì mình có thể liên lạc để coi là cái nhà băng nó còn hay không công ty mình có đổi nhà băng rồi hay chưa rồi mình có thể xin họ một cái tờ check khác để thay thế cho cái tờ check mà mình đã lâu rồi mình không mang đi lãnh tiền mình bỏ quên ở đâu đó bây giờ mình mới tìm được thì đó là cái nhiều cái cách mà sau khi mình đọc rồi mình mới thấy à, check cũng có hết hạn đấy nha 6 tháng à, đa số đa số là 6 tháng chỉ có check của chính phủ thì mới là một năm thôi chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng ngày hôm nay Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của leader sài gòn tv à, thưa quý vị một cái tin này rất là uh, hữu ích ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta à. khi mà chúng ta mua những cái đồ gì về đó quý vị hay thấy ở trong đó họ có bỏ một cái gói hút ẩm đúng, đúng không cái gói đúng hút này. ẩm à, cái gói ở trong cái hình này là nhỏ thôi có những cái gói nó to lắm nó gần cả ừ. bằng bàn tay mình luôn ừ. Ừ. thì thông thường mình mở ra cái đồ đó xong thì cái gói này có thể là mình vứt nó đi bởi vì cái gói này nó ăn không có được nhưng mà công dụng của cái gói này theo Ngọc Lan bây giờ biết là cái hữu hiệu nhất đó đó là chúng ta để dành nó lại xong rồi quý vị để nó lên trên cái 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 xe của mình á um, cái xe mà phía trước cái cái vô lăng để ở đó khi mà đến cái mùa mà sáng ra thay vì xe mình nó bị đóng sương tùm ừ. lum hết à nếu mình để cái đó nó sẽ không có bị nha, nó à. sẽ hút ẩm đó thì đó là cái là thấy thú vị nhất đó. Họ nói là quý vị sẽ không phải mất công đứng đó chờ để mà gạt hết nước vân vân nếu mà chúng ta dùng những cái gói này chúng ta đặt ở gần đó rồi ngoài ra thì khi mà quý vị có được những cái gói này ở trong những cái thùng đồ gửi về thì chúng ta có thể lấy đó để bỏ vào những cái cái chỗ khác ví dụ như cái hộp mà chúng ta đựng máy ảnh hoặc là những cái máy móc gì đó chúng ta bỏ nó vào thì nó cũng có cái tác dụng là nó hút ẩm à, hoặc là ở trong những cái hũ ví dụ như là trong thùng gạo cũng được. Ừ. Chúng ta cũng có thể bỏ nó vào trong đó để là tránh cái ẩm mốc hoặc là những cái hũ uh, đường, vân vân. Thì đó là một cái cách. Rồi uh, ngoài ra đó là họ còn có cái chuyện là họ có thể um, một cái cách để giúp chúng ta làm sao sử dụng ngược trở lại chứ nó không phải là khi mà nó đã hút hết cái độ ẩm rồi thì họ nói là sau khi mà hút hết rồi thì uh, cái gói này cần được khử nước. Có nghĩa là chúng ta làm á, là bằng cách chúng ta để ở gần cái chỗ ví dụ như là cho nó nóng nóng trên cái cái khay rồi trên đó lót giấy quý vị để lên giống như cái kiểu mà mình nướng vậy đó để cho nó hút hết cái cái chất ẩm ở trong đó đi, ừ. thì chúng ta lại có thể sử dụng tiếp nữa. thì đây là một cái điều khá là thú vị. để từ bây giờ khi mà nhìn thấy những cái gói này nhất là những cái gói lớn lớn, chúng ta có thể thử để trên xe thử coi ở phía trước, phía sau để coi cái sáng mình ra xương nó còn đóng không, hoặc là hay là như vậy nghĩa là nếu mà nó không có còn xương đóng nữa thì quá là tiện lợi ngọc lan sợ nhất là những cái lúc mà sáng ra mà xương nó đóng trên xe mình vừa mới gạt đi rồi mình chạy mà lúc mà mặt trời nó chiếu xuống nó chưa kịp khô đó trời ơi cái nó làm cho mình rất là khó chịu ừ. bởi vì vừa cái chóa của mặt trời rồi cái cái những cái giọt nước nó còn động lại nó làm cho mình nhìn cái đường nó không có rõ hay ha cái, ừ. cái gói hút ẩm ha yeah. thường thường là sau khi mình khui cái hộp cái gì ra rồi là cái hộp không đó và cái gói hút ẩm đó là đi theo ra thùng rác luôn đó Đúng à, ừ. Một cái nữa là họ nói Ví dụ như trong những cái hộp mà trang sức Quý vị uh, để các đồ trang sức Bằng vàng hay bạc Cái nhiều cái mà mạ vàng nó cũng dễ bị Người ta gọi là bị uh, vàng thì nó không bị Nhưng mà những cái đồ mà si mạ đó Gọi là bị oxy hóa Thì quý vị để cái này vô Thì nó cũng sẽ giảm bớt được cái chuyện à. Mà nó bị uh, phai màu đi yeah. hay. À, Ngày hôm qua Chiều hôm qua đó Thì uh, 5 giờ quý vị đang chờ đợi xem à là trận chung kết giữa à, Argentina và Colombia nó như thế nào và mọi người háo hức chờ đợi nhưng mà sau đó thì 5:30 cũng không thấy gì. 6 giờ cũng không thấy đâu hết trận banh không thấy không có diễn ra mà cái trận chung kết đó là nhiều người đã bỏ tiền ra cả trăm cả ngàn để mà mua vé đi coi rồi những người mà háo hức ở nhà là bày tiệc ra nha quý vị nha mua đồ ăn to go về hay là có nhà thì nấu món này món kia rồi bắt đầu ngồi mọi người ngồi chờ xem trận đá banh chung kết giữa hạng nhất và hạng nhì argentina với colombia cuối cùng chờ hoài không thấy đâu mở tivi lên thấy toàn là bình luận về bóng đá không mà không thấy đâu hết ừ. Ừ. nhiều ừ. người ngạc nhiên vô cùng nhưng mà ngày hôm nay đó thì thưa quý vị trên báo họ phân tích ra cái sự chậm trễ của ngày hôm qua là vì hỗn loạn ở cái sân vận động trường đó như thế nào. Mặc dù là những người có vé được vào để xem rồi và họ muốn là xem đúng giờ nhưng đã xảy ra hỗn loạn. Cả chục ngàn người không có vé, cả chục ngàn người không có vé đã tìm đủ mọi cách để mà leo rào vào trong cái vận động trường đó. Vượt qua cổng security rồi leo rào vào, nhảy tường vào làm cho nó hỗn loạn cả lên thế thì nhân viên security với cảnh sát là phải có mặt lập tức để mà giải tán những cái, cái sự việc đó tuy nhiên khi mà họ đến đó thì đã có cả ngàn người đã lọt vào trong được cái vận động trường rồi mặc dù là họ không có vé đó cho nên cái cái cái, cái uh, trận banh đó đã phải hoãn lại mà tôi nhớ là như tới 6 giờ sáu giờ 30 đó hay 45 mươi gì đó mới bắt đầu trễ hơn cả một tiếng mấy đồng hồ đó thường thường đó thì những cái trận banh lớn như vậy đó nó không bao giờ mà nó bị sai giờ hết đó đúng giờ là TV chiếu nhưng mà ngày hôm qua thì đúng là cái sự hỗn loạn ở sân uh, vận động ở Miami làm cho mà uh, cái cái trận game đó nó bị hoãn lại cả hơn một tiếng đồng hồ sau đó mới bắt đầu được tới tối luôn cuối cùng thì đội Argentina uh, trong cái hiệp phụ đó thì hiệp thêm giờ đó thì đã thắng đội là Colombia 1-0 và um, cũng như nhiều người nói ngày hôm qua sau khi mà họ đang xem thì thấy cầu thủ số 1 của Argentina là Messi bị chấn thương phải ra khỏi sân để mà ngồi ở cái ghế để xem thôi chứ không được đá nữa đó thì người ta nói chết rồi như vậy là đội Argentina làm sao mà có thể vô địch được. Đó đối với lại đội Colombia tại vì mất đi một cái người, người rất là danh tiếng mà đá hay là Messi. À, tuy nhiên thấy phút uh, tới trong 90 phút đầu đó à, chính thức đó thì hai bên vẫn là có tỷ số là không 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 có bên nào bị vô trái nào hết nhưng mà tới cái hiệp phụ à, thì Argentina cái đường đi truyền banh rất là đẹp đã thủng lưới của Colombia 1-0 và Co Colombia thì không có cách nào để gỡ lại hết nhưng mà ngày hôm qua cũng tranh cãi nhiều lắm nhất là cái lúc mà đã hết giờ rồi có nghĩa là hiệp phụ đá xong thì tại vì lúc mà mình đang đá đó thì có vài lần mình ngưng lại để vì bị chấn thương hay là bị uh, bị lỗi này kia đó thì uh, trọng tài cho thêm 2 phút nữa. Thì trong cái 2 phút cuối cùng đó đội Colombia cố gắng làm cách nào để mà gỡ hòa nhưng mà cố gắng không có được. Đến đến lúc mà cái cái phút gọi là uh, 1.59 tức là thêm 2 phút mà, mà lên tới 1.59 rồi bắt đầu xảy ra cự cãi là vì trọng tài nói rằng là đội Argentina là có cái trái banh này Colombia thì nói không banh này đang thuộc về chúng tôi chúng tôi đang là tiếp tục đi trên con đường đi tới phá thủng lưới của Argentina tức là hai bên cãi nhau cả 5 phút đồng hồ ở trên cái sân vận động đó ngày hôm qua coi cũng hay công nhận là sáng thì mình coi Euro uh, chung kết uh, đội đội Anh và đội Tây Ban Nha rất là hay hồi hộp tới phút cuối và tới chiều thì mình coi uh, Copa America giữa đội uh, Colombia với đội Argentina như vậy thì kết thúc cái trận banh của năm nay rồi à, chúng ta hẹn nhau vào Euro 2026, à không phải World Cup, World Cup 2026 quý vị nha, hai năm nữa mình sẽ coi World Cup à... trong World Cup thì có nhiều nước ở Đông Nam Á mình được qua lắm Nhật nè, uh, Korea nè uh, hy vọng có Việt Nam đó, để coi năm nay như thế nào World Cup có Việt Nam <laughs> chỉ biết rằng là dân Việt Nam thì rất là mê Đúng đá là. Salir... banh <laughs> Trong cái kỳ mà cái uh, giải uh, đá banh vừa rồi đó Không biết bao nhiêu là tin tức liên quan đến việc Là những cái đội, uh, những cái người mà cá độ đó Cái số tiền mà cá độ ừ. lên đến những con số kinh khủng Ngọc lan nhớ sáng nay đọc cái bản tin mới nhất Là cái bắt một, hồi trước giờ là bắt nhiều rồi ừ. Nhưng mà mới nhất là bắt một băng nhóm cá độ Mà tiền lên đến là 1.000 tỷ đồng Việt Nam oh, wow. Mà 1.000 tỷ đồng Việt Nam á là khoảng 42 triệu 42 triệu đô la ừ. dễ sợ như vậy. Trong biết mà mùa này là có nhiều người tán gia bại sản vì cái chuyện mà coi đá banh. À, thưa quý vị, ngày hôm à, cuối tuần rồi thì một à, sinh viên, một sinh viên này ở à, miền ở bên tiểu bang Minnesota đã đồng ý nhận tội đổi lấy một cái bản án là 7 năm rưỡi liên quan đến việc là anh này bị cho là vào trong ký túc xá của bạn gái mình rồi xong rồi đã giam giữ cô này trái phép trong ba ngày rồi vừa là có những cái hành động tấn công cô này rồi đe dọa rồi chấn nước cổ ở trong bồn tắm và à, cưỡng hiếp thì cái chuyện này á mình khi mà tất cả những bản án mà khi đưa lên mình sẽ nghe nó rất là ghê gớm so với những cái gì mà thực tế những cái chuyện mà người ta sẽ có thể xảy ra thì đây là một cái một cái câu chuyện, một cái bản án mà để cho những cái người trẻ, những sinh viên mà đang ở cái độ tuổi yêu nhau đó sẽ biết là mình sẽ nên có những cái hành động gì mà khi mà bị buộc tội, tự nhiên nó sẽ trở nên nó rất là ghê gớm. Mặc dù nếu mà mình nhìn bằng mắt bình thường, mình quan sát thì mình sẽ không thấy nó ghê gớm đến mức độ như vậy mà bây giờ anh này phải đồng ý nhận à, nhận những trong nhiều cáo buộc thì anh ta nhận một cái để có thể là bị tối đa là 7 năm rưỡi thôi còn hơn là bị nhiều cái tội khác suốt đời nó như thế nào xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nhắc đến câu chuyện của một người sinh viên 20 tuổi anh này tên là kianu Avery Laporte 20 tuổi học ở trường một trường đại học ở Minnesota thì theo như cái lời nhận tội của anh á anh chỉ nhận hai tội hai tội đó là một cái tội là bóp cổ và tấn công tình dục cái người bạn gái của mình để mà từ chối bốn tội khác, đổi lấy cái bản án tối đa là 7 năm rưỡi. Thì sự việc á, xảy ra đó là vào người ta không có nói rõ cái tháng, chỉ biết là cái tháng sắp tới đây tháng 11, sắp tới đây thì anh mới nhận bản án. Anh đi đến cái ký túc xá đó để thăm bạn gái của mình. Anh dự trù á, là anh sẽ ở lại đó 2 tháng ừ. lịch Anh đi đến đó là vào ngày thứ năm thì khi mà anh đến thăm người bạn gái của mình thì cô cô gái này cũng cùng tuổi với anh không có được nêu tên thì khi đến ở đó xong á thì trong ngày đó chiều ngày đó bắt đầu anh thấy có nhiều những cái trên mạng xã hội của bạn gái mình á có những cái tin nhắn rồi có những cái post lên và khiến cho anh ta cảm thấy tức giận có lẽ là do ghen tuông không có nói rõ ràng là những cái tin nhắn đó là gì nhưng mà anh ta bắt đầu lấy điện thoại của bạn gái mình và bắt đầu nhìn trong đó rồi phát hiện ra nhiều thứ khiến anh ta trở nên giận dữ và từ cái giận dữ đó thế là anh ta đã bóp cổ cô này rồi xong rồi à, để cô đó không cho cô đó ra khỏi phòng trong vòng cả 3 ngày à, theo những cái lời mà cô đó nói lại đó cho đến cái ngày chủ nhật thì cô này nói là năn nỉ, năn nỉ anh chàng này nói ở uh, cho cổ đi xuống dưới ra ngoài căng tin á của lấy thức ăn thì khi cổ đi ra đó là cổ đi thẳng lên cái phòng mà uh, an ninh của trường để mà cổ báo cáo là cổ bị lạm dụng tình dục theo lời của cổ kể lại thì cổ nói là anh này đã uh, ngoài cái chuyện bóp cổ cổ, cổ rồi uh, lạm dụng tình dục rồi uh, dâm ô thì cho cổ vô trong bồn tắm rồi lấy khăn đắp lên mặt cổ rồi dội nước lên người cổ nói chung là rất là nhiều cái kiểu tra tấn thì chưa biết là cái cái cách của cô đó mô tả như thế nào và hành động của anh này ra như làm sao nhưng mà tất cả xuất phát từ cái chuyện là đọc được cái gì đó ở trên mạng xã hội dẫn đến anh này mới tức giận và có những hành động như vậy khi mà kể là những cái sự việc đó thì quý vị sẽ thấy có thể là trong cái quan hệ tình cảm giữa những người này với nhau những người trẻ thì tức giận thì họ có thể là họ chửi nhau họ quýnh nhau ừ. vân vân nhưng mà khi cái chuyện đó mà một trong hai người đó mà đi báo cảnh sát thì cái những cái hành động nó sẽ biến thành một cái điều gì đó nó ghê gớm hơn đúng cho nên là ngay cả cái chuyện uh, khi hai người có những cái quan hệ tình cảm bình thường uh, những cái quan hệ tình dục là bình thường nhưng mà khi một người không muốn mà người ta đi báo cảnh sát nói rằng cái người kia là có hành động đó là hãm hiếp hay cho một là cũng là chịu chết thôi. Cho nên đây là một mà coi như một cái bài học đối với những người trẻ mà đang yêu nhau thì có những cái cách cư xử hành động như thế nào á hãy tính đến cái chuyện là cái hậu quả của nó. Như anh này để đổi lấy cái bản án 7 năm rưỡi là coi như cái tương lai cũng hơi hơi Đúng mệt rồi. mỏi rồi đó. Đúng. Yeah. Rồi. Um, ngày hôm nay thì uh, sở thú ở San Diego có một cái thông báo. Chúng tôi xin th uh, thông báo cùng tất cả bà con thân quyến họ hàng hai bên. <laughs> là Một trong những người bạn của chúng tôi vừa qua đời ở tuổi 52. Thì cái bản tin đó, <laughs> thấy Ngọc Lan cũng đang có cái bản tin đó. Mà theo mấy đầu mình đọc đó, mình thấy nó, ủa là lạ nha. Sau đó thì đọc cái bản tin rồi mới thấy, Nó là một con này gọi là con gì? Con đường, con đường, Ừ, con khỉ đực. Đức khỉ thôi hả? Gọi ờ. là khỉ đực hả? Dạ. Yeah. Một... Con khỉ nó rất là lớn. Con, con khỉ giải nhân. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Con khỉ ừ. giải nhân. 52 tuổi nha quý vị nha. Con khỉ này được nuôi ở cái sở thú ở San Diego từ năm 1984 tới năm 2017 thì nó có dấu hiệu của tuổi già. Nó có những cái chứng bệnh về tuổi già. Nó làm cho con khỉ này nó bị bệnh và người ta đã phải uh, chăm sóc nó kỹ hơn. Năm 2021... Nó là một trong những cái con khỉ giả nhân Được à, Thế giới biết đến nhiều Tại vì nó dương tính với Covid-19 nữa à, Nó có nhiều cái trường hợp lắm Mà cái con khỉ này Nó đã được à, mọi người để ý tới Thế nhưng trong thời gian vừa qua gần đây đó, Thì cái bệnh của nó Bệnh về tuổi già của nó càng ngày càng nặng Cho nên người ta đã quyết định Là để cho nó ngủ luôn à, Và trong cái cuối tuần vừa qua Đó là cái giây phút mà người ta đã dùng Những cái thuốc để mà cho nó ngủ luôn in bình À, khi con con khỉ này họ nói rằng là đã sống thọ tới 52 năm. Từ năm 1984 đã sống ở cái sở thú này rồi. Nó là bạn với lại những cái con khỉ giả nhân khác sau khi mà được mang vào chung trong này nữa. Thấy cũng lạ ha, tin tin về khỉ giả nhân qua đời. Bởi vì con này nó đặc biệt là ngoài cái chuyện mà nó rất là to lớn thì nó đây là một con dạng như là động vật hoang dã mà được à, giữ lại ở sở thú lâu đời nhất à. Thành ra nó quen thuộc với nhiều người ừ. rồi à, con của nó bày đàn của con nó cũng nhiều lắm à, rồi có cái chuyện mà ngoài những cái đứa con do chính à, của nó đẻ ra thì con khỉ này nó còn nuôi thêm hai đứa con nuôi nữa <laughs> người ta nhắc đó là một cái chuyện rất là lạ à, tức là hai con khỉ của một người nào đó gửi là để nó nuôi luôn ừ và người ta quen thuộc, nhiều người đến đây người ta đã quá quen thuộc với hình ảnh của nó. À, ngoài cái chuyện là để cho khách đến tham quan thì nó còn là một cái nghiên cứu của nhiều những cái nhà khoa học người ta muốn tìm hiểu về cái giống động vật này nó như thế nào, nó ra làm sao. Chính vì cái điều đó cho nên người ta cảm thấy là rất là thương tiếc khi mà nó qua đời và đó cũng là một cái điều đặc biệt ở xứ này khi quý vị thấy uh, trong nhiều cái chương trình chúng tôi đưa lên mỗi khi có một uh, cái con gì đó ở trong những cái sở thú nổi tiếng mà nó chết thì người ta sẽ làm những cái bản đó những cái thông cáo báo chí và những cái lời của họ, họ viết mình đọc lên mình thấy y chang như là những cái niềm mà phân ưu đối với một người bạn đối với một con ừ, người ừ. rất là, nó nó rất là hay tôi tôi thấy là uh, ngoài cái việc cái con khỉ giải nhanh này được nhắc tới ha thì nếu mà nó có những cái như là con con gấu trúc đi ha con gấu trúc được à, mang tới mỹ rồi cũng được lên news rồi con gấu trúc đó, đó có, thí dụ nó sanh con ra đi thì cũng được à, báo chí mang máy quay phim tới quay hình là con gấu trúc mẹ con gấu trúc con nó như thế nào hay là con đại bàng đi là những cái động vật quý hiếm đó à thôi với cái vị đó những động vật hoang dã quý hiếm đi con đại bàng nó sanh ra cái ổ của nó, nó bao nhiêu cái trứng rồi trứng nó 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 nở ra được bao nhiêu con là đều được lên news đấy à, thì đó là cũng những cái mà nó liên quan tới động vật mà nó 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 làm cho chúng ta nhiều khi nghe cái tin đó mình lại tưởng ồ oh, đang nói về cái ai đó nhưng mà không thật ra đó là tin về động vật à, thưa quý vị hôm một cái sự việc xảy ra ở miền bắc cali liên quan đến một thầy giáo gốc việt tên ừ. là alex nguyễn thầy giáo này đã bị cho nghỉ và đang ở trong cái giai đoạn là điều tra liên quan đến việc là thầy giáo này dạy môn sinh vật ra một cái đề thi mà trong đó là đầy những cái lời lẽ họ cho là kỳ thị chủng tộc ừ. vừa là kỳ thị chủng tộc rồi xúc phạm đến các cái sắc tộc khác nữa rất là nhiều hiện bây giờ thì thầy alex nguyễn này chưa có lên tiếng bất kỳ một cái điều gì hết nhưng mà những cái gì mà người ta theo như cái tờ mà uh, independent họ cầm được cái đề thi đó đó thì nói là các phóng viên đó họ cũng cảm thấy là họ bị sốc khi mà họ đọc những cái câu hỏi ở trong cái đề thi này ở đây á họ đưa ra ở trong đó có nhiều những cái câu hỏi khi mà thầy giáo này dạy ở trường Luther Perpank đưa ra cho học sinh ví dụ như trong đó có cái câu á tại trường trung học có những học sinh bị lát mắt bị lát mắt là bị bị lé hả Yeah. Chắc à, như là ghi tên một học sinh ra luôn thì ở đây người ta xóa cái tên học sinh đó à, đó là một đặc điểm trội rồi xong rồi chúng ta gọi những người đó là những kẻ lập dị nếu hai kẻ lập dị có kiểu gen dị hợp về tật mắt lát thì thế hệ con cháu sẽ ra sao đó là ừ. một cái đề thi được đưa ra ở trong một cái lớp học lớp 9 ở trường trung ở cái trường trung học này À, rồi xong rồi Một cái câu hỏi khác Cũng cho một cái lớp khác Ví dụ như là, là Người Mỹ gốc Phi Họ có gen cho dán đi ổng ẹo Và đó là gen trội Kết quả sẽ ra sao Nếu như Lai phụ nữ gốc Mỹ Latin Có gen trội Đồng hợp tử của Lại ghi tên của một đứa học sinh Mà nó cũng cái sắc tộc như vậy ra Với người homo lặng đồng hợp tử như là lại ghi tên một đứa học sinh khác ừ. thì đó là những cái cái đề thi mà vừa họ cho rằng là có sự kỳ thị đối với lại những cái sắc tộc rồi về cái nhân dáng rồi lại vừa là có cái tính miệt thị nữa rồi cái chuyện gì xảy ra khi mà trong cái buổi mà thi đang ra như vậy chứ không phải là sau khi đâu chuyện gì đã xảy ra nữa thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến cái tin liên quan đến một thầy giáo gốc Việt tên là Alex Nguyễn, dạy tại một trường trung học ở khu vực Bắc Cali. Thầy giáo này hiện nay đã bị cho nghỉ dạy và đang điều tra liên quan đến cái vấn đề là xúc phạm kỳ thị chủng tộc. Mà người hiệu trưởng của trường này cũng đã phải đích thân xin lỗi phụ huynh rất là nhiều. Trường học này đa phần họ nói là đa phần là toàn là học sinh da màu rất là ít học sinh châu Á hay là học sinh da trắng đa phần là như vậy thì trong các cái đề thi kiểm tra cuối năm của môn sinh vật thì thầy giáo này đã có những cái câu hỏi mang cái tính kỳ thị mang cái tính xúc phạm ở trong đó có nhiều câu giống như hồi nãy Ngọc Lan đã nêu ra đó ví dụ như là học sinh mà bị bị mắc lé như thế này rồi nếu như mà kết hợp với học sinh khác thì sẽ ra thế hệ con cháu làm sao rồi ở một lớp khác thì nói là người mỹ gốc phi có cái dáng đi ổng ẹo ừ. nếu người này là dân đại diện là một học sinh trong tên như thế này nếu kết hợp với lại một phụ nữ gốc mỹ latin thì nó sẽ như thế nào rồi có cái câu hỏi một cái câu hỏi thứ ba cũng ở trong cái đề thi đó thì cái câu hỏi này lại nêu ra là À, tại một cái trường học tuyệt vời như là cái trường ghi tên cái trường mà ông thầy này đang dạy ra, à, chúng ta có vài học sinh hay ngủ gật ở trong lớp, à, thậm chí còn có người à, ngủ ở trong giờ thi, rồi có người thì à, vừa ngủ rồi vừa ngáy nữa, như vậy thì rất là thô lỗ. À, vậy thì bây giờ à, vừa kêu là tụi bay hãy tỉnh dậy, xong rồi nói rằng là nhiều nghiên cứu à, kết luận đó, mà nếu mà ngủ mà Ngấy trong lớp thì đó cái ngấy đó là giống như là cái gen trội rồi con cháu của những cái người mà học sinh mà nếu mà lai like giữa một người có thói quen ngủ ngủ gật rồi ngáy dị học tử giống như là học sinh nào lại nêu cái tên của một đứa ra rồi với một học sinh mà luôn chú ý nghe bài giảng ở trong lớp thì nó sẽ ra như thế nào thì đó là một cái đề thi được đưa ra thì trong cái ngày hôm đó đó nói ông thầy này đã cho tới ba lớp làm cái bài thi này rồi ừ. mà bài thi này là kéo dài 2 tiếng. Cho đến lúc mà ông thầy này cho đến cái lớp thứ tư làm bài thi thì được khoảng 10 phút thì hiệu trưởng xuất hiện. Thì người hiệu trưởng xuất hiện xong á thì gom hết gom hết những cái cái giấy mà làm bài thi của học sinh đó gom hết đi ra. Thì khi bà hiệu trưởng đi ra thì ông thầy này lại cho hiện lên cái 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 screen ở trong lớp á câu hỏi tiếp tục để cho học sinh à. làm bài thi tiếp rồi vẫn cái làm bài thi tiếp xong thì người ta chỉ biết rằng là ông thầy này đã không có đến trường ở trong cái ngày những ngày cuối cùng của năm học là bởi vì khi mà ông chấm điểm xong á đưa lại thì những cái bài kiểm tra đó bị nhà trường giống như là không chấp nhận cái kết quả đó với lý do là điểm của ông cho là một cái kiểu cho rằng đó là một cái điểm thách thức tức là nó không theo một cái chuyện là cái bài thi của học sinh là đúng hay là sai mà ở trong đó đó là có một có những em ví dụ có một em học sinh rất là giỏi tự nhiên cho vô bài thi đó không điểm mặc dù nó làm bài được và cái điểm không đó kéo theo cái kết quả của em đó xuống xuống tuột xuống và nó phải đi học ở trong mùa hè thì có nhiều cái chuyện như vậy thì bây giờ phụ huynh lên tiếng đây là không phải lần đầu tiên thầy này có những cái hành động kỳ quặc như vậy mà đã phản ánh nhiều lần rồi nhưng mà nhà trường thì chưa có một cái hành động gì hết trừ cái lần này thì họ có vẻ là họ làm rất là căng mà cái gì mà liên quan đến chuyện mà kỳ thị chủng tộc hay xúc phạm mà bây giờ có cả ở trong giấy trắng mực đen như vậy thì có bộ hơi khó Ngọc Lan có bao giờ đi qua Pháp chưa 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 bao giờ yeah. à, Pháp có cái sông nổi tiếng là sông gì sông Sen sông Sen à, <laughs> tới <Thưa cười> với cái vị ngày 26 tháng 7 sắp tới đây Ô, năm nay có nhiều cái sự kiện về thể thao về giải trí Uh, nào là Copa, nào là Euro, đá banh rồi bây giờ là tới Olympic nữa. Uh, thưa quý vị, uh, ngày 26 tháng 7 thì tổ chức sự kiện Olympic ở Paris, Pháp. Uh, một trong những cái môn thể thao đó là bơi lội trên sông Sen. Yeah. Đó, uh, thưa quý vị, uh, để bảo đảm rằng là nước ở sông Sen nó rất là sạch, nó bảo đảm để cho mọi người bơi lội ở đây thì bộ trưởng thể thao của Pháp là Amelia Aude Castera đã bơi trên dòng sông Sen này ngày hôm qua và cho biết rằng là nước sông Sen rất là sạch, không có gì là ô nhiễm hết. Bảo đảm là cho tới ngày mà chúng tôi tổ chức Olympic trong cái tháng này đó là nước sông Sen cũng sẽ như vậy và để chứng minh thì bà nhảy xuống bà bơi thì không khi bà bơi như vậy đó thì có một người cũng đồng hành theo đó là cái ông mà sẽ đại diện cho Pháp trong cái gọi là tổ chức uh, Olympic cho những người khuyết tật Para Olympic đó. Thì ông cũng bơi theo nữa, ông nói rằng là bảo đảm cho nguồn nước sạch. Là tại sao như thế này chuyện đã xảy ra là vào năm 1923 đã có lệnh cấm bơi trên sông Sen tại vì nước đã bị ô nhiễm quá. Thế nhưng năm 1988 khi mà tổng thống lúc bây giờ là Jacques Chirac đó nói rằng là phải làm sạch cái nguồn nước từ sông Sen và phải bảo đảm là dòng sông sen là có nước sạch chứ không bị ô nhiễm nhưng mà ông đã không có làm được cái chuyện đó cho tới ngày hôm nay đó tháng vừa rồi thì ở pháp có nhiều cái trận mưa lớn và những cái trận mưa lớn trái mùa như vậy đó nó lại cuốn theo những cái lượng là chất thải nước rồi này kia dơ rồi nó đổ tràn vào dòng sông sen làm cho nhiều người người ta lo ngại nói rằng là không biết là sông sen có sạch hay là dơ để mà chúng tôi tới đây tham dự chương trình olympic đó cho nên trong tháng vừa qua thì các nhân viên của tất cả những cái cơ quan nào mà nó có nhiệm vụ để làm sạch sông Sen đã phải làm hết mình để cho dòng nước có thể sạch hơn, có thể uh, trong hơn và nó không bị ô nhiễm nữa. Thế thì để chứng minh cho điều đó đó là tuần rồi thì bà Bộ trưởng Thể thao của Pháp nhảy xuống sông bơi một khúc dài luôn từ cái cầu nó có tên là Alexandre Đệ Tam mà cái nơi đó cũng là cái nơi mà những người sẽ bắt đầu cái cuộc bơi thi từ cái chỗ đó để đi bơi à, trên dòng sông Sen thì thấy tỏ ràng là người ta uh, nói tới đâu người ta làm tới đó thật bà này bà nói thấy chưa tôi cũng bơi được trên dòng sông Sen đâu có thấy ô nhiễm gì đâu đó bây giờ đã làm sạch sẽ rồi còn cái ông mà đại diện cho Pháp à, trong cái chương trình Olympic đó ông cũng chạy xuống theo ông nói thấy chưa tôi cũng bơi được trên dòng sông Sen không có gì là ô nhiễm hết hơi mắc cười hơi mắc cười là ở cái việc mà nhảy xuống bơi làm sao chứng minh được là cái chuyện mà dòng sông đó nó không ô nhiễm đúng không không ô nhiễm thì nó phải có những cái người ta phân tích cái nước tự nhiên đầu cái tin này lại nhớ cách đây nhiều năm ở việt nam cũng vậy khi mà ở một cái khu vực biển thì người ta nói biển đó bị ô nhiễm bởi môi trường lum tự à, nhiên là cũng mấy ông cái mấy ông lớn đúng đó. không nhảy xuống nhảy xuống cũng đi bơi để chứng tỏ là là nước biển ở đây không bị ô nhiễm cái này sao thấy cũng nai ná như vậy nó hơi hơi mắc cười. Ngoài cái chuyện à, muốn chứng minh rằng là tôi biết là sạch cho nên tôi mới bơi nhưng không mà không có nghiên cứu cái gì hết ra không có chứng minh Chắc, không có. Chắn là phải có cái nghiên cứu thì mới nói là nó không ô nhiễm tí tự nhiên ừ. nhảy xuống bơi nói nó không ô nhiễm nghe mắc cười quá. Thưa quý vị Um, liên tục người ta hay có câu hỏi liên quan đến vấn đề mà vàng đó Vàng ở Việt Nam thì rất cao Vàng ừ. ở Mỹ hay là ở các nước thì nó thấp hơn Như vậy thì mình mang vàng về Việt Nam bán có được hay không Thì bản tin ngày hôm nay cho thấy là một người phụ nữ này Chỉ mang có 15 lượng vàng ừ. thôi Từ bên Đài Loan về Việt Nam Cũng với uh, theo như bản tin cho biết Là cô này cũng hy vọng là Ồ, bán có lời, có người nói như vậy nhưng mà lời đâu chưa thấy chỉ biết là 15 lượng vàng thì bị tịch thu kẹp thêm 6 năm tù về tội buôn lậu ừ. khủng khiếp như vậy nghĩa là 15 lượng vàng mà bị tới 6 năm tù ngoài cái chuyện là mất của thì họ nói rằng là cái cái số vàng mà khi mà cô từ Đài Loan mang về đó lúc mà đến phi trường nội bài đó họ thấy là cô để ở trong cái hành lý sách tay rồi ở trong túi sách có nghĩa là không phải trong ký gửi nhưng mà lại không có chứng minh được là cái nguồn gốc vàng này ở đâu cũng như là không có khai báo. Cho nên cô chỉ nói là nhờ có người nhờ mua về rồi họ sẽ mua lại thì họ xác định ra cái trị giá vàng này là bao nhiêu rồi xong rồi họ họ định giá là 15 lượng vàng này thì có cái tổng giá trị là 929 triệu đồng Việt Nam và quấn một cái một phát một là 6 năm tù. Tịch thu luôn hết 15 lượng vàng cho nên ở đây cục Lan chưa có nhớ lắm là cái chuyện nếu như người ta mang về mà khai báo thì lúc đó như thế nào có được hay không hay là bị đánh thuế ra làm sao thì quý vị cẩn thận coi chừng là họ nói là vàng nữ trang á thì quý vị mang về được nhưng mà vàng mà gọi là vàng thô hay là vàng miếng thì cái điều đó là cấm um, ở đây là mình thấy rõ ràng ở đây là 15 lượng là đã bị tù rồi thì cái số lượng ít hơn ví dụ một hay là hai cây vàng thì ok không thì cái chuyện đó quý vị muốn thì phải hỏi cho chắc chắn chứ không thôi đó vừa là bị mất hết của mà lại bị tù nữa thì nó thật sự là nó không có đáng chút nào được hết trơn rồi, dạ rồi. xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình cà phê sáng của liêu sài gòn tv à, thưa quý vị cũng liên quan đến những cái chuyện mà lừa đảo thì bên um, cái ủy ban thương mại của liên bang hoa kỳ á, họ cho rằng là cái những cái vụ lừa gạt liên tục xảy ra và nó tăng theo cấp số nhân lần và nó là thiên hình vạn trạng không có cách gì mà người ta có thể bắt hết những bọn này cũng như là lấy lại được cái số tiền đã mất đó là một nghiên cứu vào năm 2023 đó là theo như họ tính toán rằng là những người Mỹ ở trên 60 tuổi đó bị mất một năm là 28.3 tỷ đô la do lừa đảo. Ừ. Một con số rất là lớn. Có nghĩa là họ tính chung hết người Mỹ trên 60 tuổi, gom hết những cái vụ mà lừa gạt những người này thì có con số mà những người Mỹ này bị lừa gạt là lên đến hơn 28 tỷ đô la. Họ nói rằng là họ có tìm nhiều cách để làm sao có thể nào mà uh, lấy lại tiền giúp cho những người này hay không uh, nhưng mà không có cách nào hết. Họ nói rằng là cái ước tính á uh, những kẻ mà lừa đảo đã đánh cắp số tiền là khoảng là 137 tỷ đô la vào năm 2022. hai uh, trong đó đó là có 48 tỷ từ những cái người lớn tuổi. Ở đây có nhiều người á họ khi mà họ đi làm những cái nghiên cứu này thì ngoài cái việc nạn nhân bị mất tiền rồi mà cái quan trọng hơn á là họ luôn bị thêm một cái mặt cảm là xấu hổ ừ. là bởi vì mình đã đến tuổi này rồi mình đã cho mình là nhiều kinh nghiệm rồi mà mình lại vẫn bị lường gạt như vậy đó là một cái cảm cái cảm giác một cái tâm trạng rất là khó chịu à, ở trong hình này họ đưa ra uh, người đàn ông này ông này tên là uh, william port ông này bị buộc tội là giết người là vì sao mặc dù bây giờ ông cùng với gia đình của ông là đang đi khiếu nại đi chống án nhưng mà cái bản án nó nó vẫn đang được xét xử đó là ông bị những cái kẻ mà lường gạt á, nó vừa lường gạt tiền của ông mà nó dẫn đến cái chuyện là nó hâm dọa ông nên ông không biết làm như thế nào hết thì đến ngày hôm đó nó cho rằng là nó sẽ có người đến ông này phải đưa một cái số tiền là 12.000 đô la À, một cái check, một cái số tiền gì đó đưa cho cái người đó. Nếu không nó sẽ có những cái chuyện mà nó lấy tiền bạc của ông rất là nhiều. Tại vì cái vụ án này người ta đang xét xử cho nên chi tiết á chưa có được đưa. Thì lúc mà ông nhìn thấy cái người mà chạy xe đến nhà ông đó, thì ông giống như cái cơn giận của ông nổi lên. thì cô đó vừa bước xuống xe, chưa hỏi gì thì ông đã rút súng ông bắn chết cái ừ. người đó rồi. Nhưng mà sau đó mới biết ra cô đó chỉ là một người tài xế uber thôi. cô đó được bọn cướp kia thuê ờ uh, chạy xe đến đó để lấy một cái món hàng cô đó chỉ biết như vậy thì cô cô làm như thế nhưng mà ông này lại nghĩ rằng cái cô đó là đại diện cho bọn cướp thì ông ta xả súng ông ta bắn rồi uh, có những cái người mà cũng từng làm ở trong cái ngành tài chánh cũng từng có nhiều năm làm uh, ngân hàng đủ thứ hết nhưng mà vẫn bị lường gạt toàn bộ cái số tiền mà hư bổng lên đến uh, gần đến 700.000 đô la vừa của cá nhân vừa mượn đến khi mà bị mất rồi đã nói là người ta rơi vào cái tâm trạng là họ cảm thấy là nó quá là giống như là bị bị mất mặt á. À, có người thì nói rằng à, họ những người này họ phát hiện ra là có mua những cái mặt hàng ở trên Amazon rồi những cái mặt hàng đó thật ra đó là những cái tiền giả được chuyển từ Trung Quốc cái đó là liên quan đến tội phạm vân vân có nhiều cái cách lắm để mà họ hâm dọa những người này họ nói tất cả nó không có một cái mẫu số chung nào hết nó chỉ là à, mình nghe cái câu chuyện cảnh giác này thì mình nghĩ ở à, nó là như vậy nếu nó rơi vô mình thì mình sẽ không nhưng mà cái câu chuyện rơi vào người khác thì nó lại biến tướng dưới một hình thức khác nên bây giờ ngay cả những cái bên ủy ban mà phòng chống những cái chuyện mà lường gạt này họ cũng đang cảm thấy rất là điên đầu không biết làm sao để mà nhắc nhở làm sao để lấy lại được những cái khoản tiền cũng như là ngăn ngừa những cái bọn tội phạm mà lọt lưới thì nhiều bị bắt thì rất là ít chỉ biết rằng là mỗi một cá nhân chỉ đề cao tinh thần cảnh giác mà thôi à, trong khi đó thì ngày hôm nay ở trên Yahoo News có một cái bản tin nó cũng à, thú vị À, có khi nào mình đang ngồi ở trong nhà ở trên ghế salon mình mình coi tivi và mình có cảm giác như là cái con gì nó cánh mình đó nó gây ra mặn đỏ và nó, ừ. nó hơi sưng sưng lên ha nó cảm giác như bị ngứa ngứa Và mình nhìn chung quanh đó, mình không thấy con mũi nào hết trơn á à không thấy con mũi nào hết thì à, các chuyên gia về những con loại bọ này kia họ thông báo ngày hôm nay là mùa hè năm nay có thể là nó sẽ có nhiều cái triệu chứng ngứa đỏ này kia mà không phải do mũi gây ra nên khi mà chúng ta bị cảm thấy là mình bị cái con gì nó cánh mà mình không thấy con mũi nào bay trong nhà hết thì mình phải để ý tới những cái con sau đây có thể là những cái thủ phạm mà nó nằm đình rập ở đâu đó trên ghế salon của mình trên giường của mình à cái gì đó thì thưa quý vị à, họ nói ngày hôm nay đó nếu chúng ta cảm thấy bị ngứa mạnh đỏ và cảm thấy nó khó chịu sau khi mà mình nghĩ rằng mình bị con gì cánh mà không thấy con mũi thì cái con đầu tiên mà họ nhắc đến là con ve bụi nó con nó gọi là con mice cái con này đó nó rất là phổ biến nó 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 nhỏ lắm mắt thường nhìn không thấy được nó có 8 cái chân và nó sống ở anh nó ăn nó, nó hút máu ở trên cái da của 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 người đó và nó có thể lây từ cái người này qua cái người khác nếu mà chúng ta đụng chạm gần nhau bắt tay này kia đó thưa quý vị cái con này là con ve bụi nha nó nhỏ để đó, mình không nhìn thấy được cái con thứ hai mà họ nói tới là con bed bug bed bug là con con rệp đó là con rệp thì trong thời gian qua rất nhiều báo chí đã lên nói tiếng nói về cái con rệp nó đang lan tràn khắp nơi nhất là ở bên pháp nha quý vị nha ở bên pháp trong cái thời mà à, cách đây chừng một năm cho tới cho tới khoảng gần đây đó thì người ta đang e ngại là những người du khách mà đi qua pháp tham dự chương trình thế vận hội năm nay nè, là ta sẽ mang theo hoặc là ta sẽ mang về những con rệp mà đa số những khách sạn ở bên pháp hiện nay đó là họ đang có nhiều cái cách để mà khử những con rệp này đi ở trong những khách sạn của họ và họ nói rằng là khi mà khử xong rồi thì không biết những người du khách mà tới đây để xem thế vận hội có mang từ nước họ qua đây hay không hay là có những người nào mà sau khi cư lưu trú tại cái khách sạn đó rồi thì lại mang những con rệp đó đi tới những nơi khác lan truyền nó hay không nữa đó là con rệp và cái con thứ ba mà họ nói tới ngày hôm nay mình có nên để ý đó là con con, con flea hả con flea con bọ chét á con bọ chét bọ chét thì nhà nào có nuôi chó mèo đó thì sẽ thấy có cái con này cái con này thường thường nó sống nó hút cũng là hút máu nhưng nó phải sống trên cái da thịt của một loại động vật thì nó mới sống được thì thường thường nó trốn ở trong con chó con mèo đó mà nhà nào có nuôi mà không có những cái loại thuốc để cho chó mèo của mình nó không bị những cái con con bọ chết Để nó bám vào đó thì dĩ nhiên là con chó con mèo đó nó vô nhà mình nó nhảy lên trên xà lông thì nó cũng có thể nó, nó để lại con bọ chết ở đó à, nó lây lan ra và nó cũng thể cánh mình nếu mình ngồi lên trên đó nó hút máu mà đó là con bọ chết và cái con thứ tư đó là muỗi mũi thì nhiên là phải nói tới rồi nếu mà cảm thấy ngứa mà thấy nó sưng sưng lên nhẹ nhẹ đó nha mà cái gãi hoài nó thấy đã đã đó đó là còn mũi còn nếu mà nhà mình mà không mình mình nói rằng là nhà tôi không nuôi mèo nuôi chó nhà tôi không có bọ chết không có à, rệp nè không có à, à, con mạnh tức là con à, ve bụi này nha nghĩ rằng như vậy đó mà chúng tôi vẫn bị cái gì đó nó cắt nó làm ngứa ngứa thì quý vị nên đi bác sĩ bác sĩ gia đình sẽ coi coi là mình có bị dị ứng da hay không <laughs> dị ứng da cũng có thể là có cái một cái yếu tố nào đó nó làm cho cái da mình nó bị mận đỏ lên nó bị ngứa này kia đó thì cũng có thể là bị dị ứng da nữa thì nhân cái bài nhân cái bài viết ngày hôm nay đó thì họ nói rằng là chúng ta nên coi lại nhà, đằng sau nhà của mình nè những cái chậu trồng cây nè mà có nước là thì sẽ có muỗi cỏ mà để cao quá cũng có muỗi sau nhà mà rác rưởi nhiều quá cũng có mũi thùng rác mà không đậy lại cũng có mũi nha quý vị nha thùng rác không đậy lại ngoài cái việc mà chuột tới nè hay là uh, nhà mà ở gần núi thì có con con gấu nó tới nó kiếm trong thùng rác đồ ăn nè vân uh, vân đó thì nó cũng là nơi mà để sinh sản mũi luôn đó còn thùng rác nha tôi thấy đọc thấy nó tôi cũng ngạc nhiên vô cùng luôn thùng rác cũng gây ra mũi nữa và nó còn nhiều nơi thí dụ như là cái uh, cái máng xối ở nhà mình đó mà nó bị nghẹt đó mà nó không chảy được mà nó bị động nước trên đó là cũng là một cái nơi chúng ta nên coi cái đó là nhiều nhà quên lắm thì cái ra sau nhà nhìn coi nhà không có nước mà tại sao có mũi cái máng xối nhà mình ở trong mùa mưa california này trong mùa hạn hán này chắc là không có nước nào trên đó được đâu nhưng mà công việc cũng nên coi đã coi coi là những cái nơi nào mà những cái nơi mà nó hay có có thể có giữ nước thì đó là những cái nơi mà nó có mũi nhưng mà có nhiều khi á ở nhà mình mình ở thì mình không thấy mình ra ngoài sân mình thấy uh, mình không có bị mũi cắn ừ. nhưng mà người khác đến thì nó ôi sao nhà này mũi nhiều quá à, đó, đó, chắc đó, đó. là nó nó quen với lại cái mùi da thịt của chủ nhà cho nên, <laughs> nên nó không cắn nó cắn người lạ cảm ơn nguyễn trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai sau cà phê sáng là chương trình thời sự thế giới xin kính chào quý vị Thảo Yên. Hoàng Trung Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới của ngày thứ hai. Và có thể nói hôm nay là một ngày lịch sử của nước Mỹ đã thay đổi và trở lại với tất cả quý khán thính giả sau vụ ám sát hụt ông cựu Tổng thống Trump. Tất cả có thể nói đã thay đổi hoàn toàn về cục diện chính trị. Chúng tôi sẽ đưa thêm chi tiết ngay sau phần thời tiết ngày hôm nay với Thảo Yến. À, vâng thưa quý vị hôm nay đó thì thấy nhiệt độ buổi trưa lên cao nhất khoảng 82 cho đến 84 độ thưa quý vị gió cũng không có nhiều cho nên thấy là hơi hầm hầm một tí. À, họ dự báo là từ đây đến thứ năm luôn đó là trời buổi sáng âm u à, nhiều mây nhưng mà đến bắt đầu cuối tuần đó thì là nắng nhiều bắt đầu nóng lên rồi thì thấy trung bình là cả tuần khoảng đâu từ 84 cho đến khoảng gần 86 độ thôi các bạn à, kể từ khi ông Trump bị ám sát hụt cho tới giờ phút này chỉ có vài ngày thôi nhưng mà hôm nay hoàn toàn những cái quan điểm nó khác biệt rất nhiều thưa quý vị đa phần đều nói tới việc đoàn kết dân tộc. Và Dow Jones thị trường chứng khoán lên 300 điểm. Thị trường chứng khoán thì thực sự mà nói họ cũng theo dõi tình hình chính trị rất là sát bởi vì đối với họ Đảng dân chủ lên hay Đảng Cộng hòa lên cũng sẽ có những cái biến đổi rất lớn liên quan đến vấn đề đầu tư. Và họ nghĩ rằng nếu ông Trump lên làm tổng thống trở lại đó Thì những cái kế sách của ông đó lại giúp cho thị trường chứng khoán tăng Và nhất là cái việc mà ám sát ông không xảy ra Tức là ám sát hụt đó, ông không chết Đã bày tỏ thêm tin tưởng Họ nghĩ rằng ông Trump sẽ trở thành tổng thống vào tháng 11 này Và đó là lý do tại sao họ nói đầu tư vào thời điểm này là một nguồn đầu tư rất tốt. Dow Jones lên rất mạnh ngày hôm nay thưa quý vị. Mà phần lớn là ông Trump soát chết. Chứ còn nếu mà ông Trump bị ám sát mà thực sự là đã qua đời đó, cái tình hình nó hoàn toàn nó khác và có thể thị trường chứng khoán sẽ rơi nặng ngày hôm nay. À, chúng ta hãy đặt trường hợp nếu ông Trump bị ám sát thực sự là ông qua đời Đảng Cộng Hòa sẽ đi tìm kiếm một người lên thay thế rồi sẽ tạo nên sự bất ổn chính trị ghê gớm vô cùng và có thể tạo phần thắng cho ông Biden. Tuy nhiên ông bị ám sát hồi thì chúng tôi sẽ có rất nhiều các chi tiết liên quan tới lịch sử để chứng minh mà các chuyên gia lịch sử ngay sau vụ ám sát hồi đó họ khẳng định đó là mọi nỗ lực và cặp mắt mọi sự tập trung chính trị đều nhắm vào ông Trump chứ không còn là ông Biden nữa và thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã chứng minh được điều đó. Dow Jones lên 40.259 điểm, 258 điểm Nasdaq lên 180, S&P 500 lên 38 điểm. Tuy nhiên đây là những ngày khởi đầu sau vụ ám sát hụt chưa biết được vẫn còn cả vài tháng trước ngày bầu cử. Tình hình sẽ như thế nào? Liệu rằng có lặp lại lịch sử hay không? Từ thời ông Ronald Reagan là người tổng thống cuối cùng bị ám sát hụt. đó à, thưa quý vị, à, thị trường của công trái phiếu 10 năm lên 4,21%. À, dầu xuống 26 cent 81 đồng 95 cent và vàng lên 19 đồng 20 cent 2439 đồng 80 cent một troy ounce À, vâng thưa quý vị, đến sáng ngày hôm nay thì à, cơ quan FBI à, cho biết họ vẫn chưa Giống như là có những cái bằng chứng hay là tìm hiểu được nguyên nhân vì sao mà Thomas Matthew Crooks 20 tuổi à, là kẻ mà đã bắn à, ông Trump hụt đây Thì à, thưa quý vị, bây giờ họ chỉ biết như thế này à, Họ đưa ra một số những cái tin tức cập nhật về thân thế của Crux à, cậu này 20 tuổi vào năm 2020 đó là mới vừa tốt nghiệp à, trung học mà thôi và sống ở một cái thành phố nhỏ gọi là Pet, à, Battle Park, thưa quý vị cái nơi này thì cách thành phố Butler, cái nơi mà ông Trump tổ chức cái rally đó khoảng một tiếng lái xe. Khu vực này à, được báo chí họ ghi nhận là các gia đình trung lưu sinh sống cha mẹ của cậu này đó cũng thuộc dạng là khá giả có học thức thì à, bây giờ đó à, phía hồ sơ à, ghi danh bầu cử của tiểu bang, uh, xin lỗi quý vị Pennsylvania cho biết là Cruz ghi danh bầu cử là cử tri của đảng cộng hòa. Thế nhưng uh, vào năm 2021, đã lúc mà 17 tuổi, thì cậu này lại từng quyên góp một số tiền rất là nhỏ, chỉ có 15 đồng thôi cho một cái tổ chức chính trị, thưa quý vị gọi là Act Blue. Cái tổ chức này quyên góp rồi sau đó uh, họ, uh, uh, support uh, ủng hộ cho các ứng viên của đảng dân chủ, cho nên bây giờ cũng không biết được cái quan điểm về chính trị của cậu này là như thế nào. Uh, quay trở lại thì uh, khi mà phóng viên rồi đương nhiên họ tìm ùng um, ùng um đến cái ngôi trường mà Crux từng học đó, thì uh, đa số bạn bè đều nói là thứ nhất cậu này đó uh, là một người sống rất là uh, họ gọi introvert là người nội tâm. À, lúc nào cũng rất là yên lặng nhưng mà đặc biệt học rất giỏi à, học rất là thông minh ở à, hai cái lớp là à, lớp à, lịch sử và lớp toán thưa quý vị và khi mà tốt à, tốt nghiệp trung học thì cậu này đạt được cái giải giống như là xuất sắc nhất à, trường à, cho, cho hai cái môn đó và bên cạnh đó thì à, năm học lớp 9 cậu này đó từng hai lần muốn uh, tham gia vào cái đội uh, họ gọi là rifle team là chắc uh, bắn súng của trường học nhưng mà đương nhiên khi mà muốn tham gia đó là phải thi là chắc uh, nhắm bắn thì cậu này đều trượt hết bởi vì bắn quá tệ và đặc biệt phía uh, cbs đó, họ tìm được là các học sinh mà đã từng vào được cái team đó nói là những năm mà cậu này sau khi mà thi đều bị trượt đó lần cuối cùng bị cái người thầy của cái cái team này đó yêu cầu là đừng có không bác nữa giống như là đừng có quay trở lại thì không biết lý do là tại sao kêu đừng không bác à, một là cậu này có nói những cái gì quá khích hay không thì phía đài họ chưa tìm hiểu chưa tìm được ra cái người thầy này để mà phỏng vấn hay là chỉ vì tại cậu này cậu bắn quá tệ hay sau đó thì không biết được thì phía uh, cơ quan fbi cũng nói là uh, họ biết cậu này có sử dụng uh, mạng xã hội nhưng mà trên các mạng xã hội của cậu này đó thì không hề thấy có những cái post nào uh, giống như là đăng về cái chuyện kỳ thị chủng tộc hay là có những cái post mà có những cái ngôn ngữ quá khoát, khoát khích gì cả cho nên đến bây giờ họ vẫn không hiểu được là tại sao cậu này lại bắn uh, muốn ông trump chết như vậy thì mới sáng ngày hôm nay uh, cnn cho biết là họ nhận được một cái report là Cậu Crooks này đó, chỉ vài tiếng trước khi mà ám sát ông Trump đã đi mua 50 viên đạn ở một cái tiệm bán súng địa phương thưa quý vị. À, và bên cạnh đó thì à, có một cái report nữa CNN cho biết là trong xe của cậu này cái ngày mà cậu đã bị mật vụ bắn chết đó, khi mà lục soát cái xe thì phát hiện trong cái xe cậu này lái đến đó có một cái thiết bị gây nổ nhưng mà cnn bây giờ họ chưa thể biết được tại cái nguồn tin tiết lộ cho họ không nói đây là một cái quả bom hay là một cái thiết bị cậu này tự chế hay như thế nào chỉ biết là một cái thiết bị gây nổ mà thôi à, và cái khẩu súng mà cậu này sử dụng là cái cậu cái cây AR 15 à, do chính người cha của cậu ông Matthew Croft ổng mua một cách hợp pháp nhưng mà bây giờ à, phía FBI không có à, cho biết là cậu này ăn cắp lén hay như thế nào thì vẫn à, chưa biết được thưa quý vị thì à, đương nhiên ngay lập tức bây giờ đó à, những cái câu hỏi à, mọi người họ đặt ra liền là cái phương pháp bảo vệ ông Trump của cái nhóm mà mật vụ tại vì chúng ta biết ông trump là một cựu tổng thống thì ông có cái đặc quyền theo như hiến pháp giống như bao người cựu tổng thống khác là ông sẽ được bảo vệ suốt đời và đây không phải là cái lần đầu tiên ông đi vận động tranh cử mà ông đã đi từ bao nhiêu năm nay rồi xuất hiện ở nhiều cái event thì làm cách nào tại sao cái lần này mật vụ lại tắt trách như vậy để cho uh, crux leo lên được cái tòa nhà ngay đối diện với cái sân khấu của ông trump để mà bắn thì như quý vị uh, biết đó là khoảng một vài tiếng ngay sau khi mà ông trump bị bắn thì bbc họ đã phỏng vấn được một cái nhân chứng đầu tiên mà sau đó còn nhiều nữa chứ không phải chỉ riêng ông này uh, đây là cái người đàn ông thưa quý vị ông uh, đã nói với bbc là ông đến trễ cái buổi vận động của ông Trump cho nên trước khi vào đó thì cái ông đi với một nhóm người thì cái nhóm của ông đã thấy ở trên nóc nhà là có một cái người đàn ông đang đứng ở trên đó mà cầm một cái gì đó giống cây súng rồi thì ông nói là cái nhóm này của ông đó hớt hơn hớt, hớt hải chạy đến nói cho giống như chắc cảnh sát đứng ở ngay cái cổng vào và liên tục chỉ lên cái mái nhà nhưng mà không có ai làm gì cả thì bắt đầu cả đám cảnh sát rồi à, mọi người bảo vệ gì ở đó mới à, tán loạn lên khi mà những cái tràng súng đầu tiên vang lên và sau cái người đàn ông này thì à, à, bây giờ đó thưa quý vị đây thêm một số những nhân chứng khác nữa họ là những người tham dự họ đứng ở bên trong nhưng mà họ cũng đã thấy rồi và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nhé thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến cái tin đó là à, không chỉ một mà bây giờ rất nhiều nhân chứng cho biết là mấy phút trước khi mà ông Trump bị bắn đó là đã nhiều người họ thấy tay súng ở trên cái nóc nhà rồi đây là cái ông đầu tiên nhân chứng đầu tiên BBC họ tìm được rồi sau đó còn thêm một những người khác nữa những người này đó là họ xuất uh, họ đứng ở trong cái uh, cái 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 uh, cái sân mà ông Trump à, tổ chức rally thôi quý vị nhưng mà họ đứng ở phía xa gần cái hàng rào mà bên kia cái hàng rào đó chính là cái tòa nhà mà tay súng leo lên thì những người này đó họ nói là khi mà họ đứng xa như vậy đó họ quay phim tùm lum thì họ bất chợt họ thấy có một cái người là lúc mà y đang leo lên đó họ đã thấy rồi và khi mà y leo được tới trên này thì những người này họ mới đi tìm những người người cảnh sát mà đứng vòng vòng xung quanh đó họ liên tục họ chỉ lên trên đó thì thật sự bây giờ đó thưa quý vị theo như uh, báo chí ghi nhận là vào khoảng 6 giờ 10 phút ngay trước khi mà ông Trump bị bắn là có một người cảnh sát của địa phương đã leo lên trên cái nóc nhà này và ông đã nhìn thấy tay súng và y cũng đã quay qua ông cái mũi súng cái cây ar 15 của y đó chĩa vào phía ông thì ông này ổng sợ quá ổng leo ổng tuột xuống một cái thì có lẽ ừ. cái lúc đó là tay tay súng biết là y đã bị lộ rồi nếu như mà y không bắn nữa thì y không có cơ hội cho nên y mới lật đật y quay qua và y bắn ông trump liên tục tám phát súng và như quý vị đã biết là cái tay này đã hên cho ông Trump là y bắn dở thôi quý vị và có thể là trong cái lúc mà quá gấp gáp đó y còn bắn hụt nữa như quý vị thấy đây là cái hình ảnh mà trong cái đoạn video clip người ta quay được chỉ có một giây trước khi ông Trump bị bắn là thật sự mật vụ đã đứng đã được cài ở trên cái nóc nhà ở của ông Trump rồi nhưng mà không biết tại sao ở nguyên cái thời gian đó họ lại không thấy được tay súng mà những người ở dưới đất họ lại thấy được cho nên khi mà ông Trump đã bị bắn thì mật vụ lúc này họ mới nổ súng và họ bắn được bắn hạ được tay súng thì bây giờ quý vị nhìn thấy đây là cái à, bản đồ của cái vị trí đây là cái à, cái sân khấu của ông trump rồi mật vụ thì họ lại cài ở những cái nóc tòa nhà ngay phía sau của ông trump và đây là cái à, building mà tay súng đứng thì bây giờ ngay lập tức báo chí họ đi tìm những cái người mà từng làm việc ở trong bộ nội an rồi à, từng là làm việc ở trong mật vụ để mà họ hỏi cái procedure lắm là, là giống như là những cái cách thức phải có bao nhiêu năm nay mà mật vụ nếu như là bảo vệ cho một người cựu tổng thống thì à, như thế nào thì à, thưa quý vị đương nhiên à, à, bây giờ phía cnn họ tìm được ông anthony Lucy. ông này đã từng làm việc cho mật vụ, thì ông nói là với những cái event như cái sự kiện giống như hôm thứ Bảy đó, đương nhiên mật vụ được gửi đến cái nơi này một tuần trước khi sự kiện diễn ra và phía bà director của cái team mật vụ này đó, bà là Kimberly Chido thưa quý vị, bà có cái nhiệm vụ sắp đặt giống như là người ở dưới đất như thế nào, quan sát cái hoàn cảnh xung quanh ra làm sao và đương nhiên là phía mật vụ có trách nhiệm phải cài một cái toán họ gọi là counter sniper nghĩa là nếu mà có sniper muốn ám sát thì phải có một cái toán bắn hạ cái tay súng đó liền ngay lập tức thì như chúng ta thấy là mật vụ được ở trên cái nóc nhà này. Thế nhưng bây giờ đó ông theo như ông Anthony này ông nói có một cái, uh, cái 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 bước tiếp theo nữa là ba ngày trước khi mà sự kiện diễn ra là phải có hai người mật vụ đóng giả làm ông trump bỏ bản thân họ đứng ở trên cái sân khấu này và ở bên dưới cũng có những người phải đóng giả làm giống như những người đứng ở đây để xem là khi mà có người đã tầm nhìn có bị che chắn hay không họ phải đóng giả là ông trump khi ông đứng thì họ phải xem xem là nếu như tôi là Trump ở đây thì cái hướng nào là cái hướng mà tôi dễ bị bắn, dễ bị tấn công nhất thì rõ ràng quý vị thấy cái sân khấu nó ở đây, những cái người mật vụ đóng giả ông tại sao họ không nhận ra được là cái mái nhà này ngay đối diện là cái nơi mà thứ nhất nó gần nhất và trống trải nhất không có một cái gì che cả và tại sao mật vụ không đặt người ở đây để mà không cho ai leo lên cái, cái cái vấn đề bây giờ báo chí họ đặt câu hỏi như thế này thì vào ngày hôm qua bà uh, director của mật vụ thưa quý vị bà Chido bà đưa ra một cái lời bào chữa mà không còn lời gì để nói bà nói như thế này là theo như thông lệ từ trước đến giờ đó là mỗi khi mà mật vụ đi theo ông Trump bảo vệ thì họ chỉ có chịu trách nhiệm cho cái perimeter là cái chu vi mà gần đối diện với ông trump nhất ở dưới đất thôi quý vị nghĩa là nếu mà báo chí hay ai muốn đến nói chuyện với ông trump phải bị họ kiểm tra trước không mang túi sách hay gì đó để có thể đem vũ khí được còn với những cái sự kiện giống như hôm thứ bảy đó thì bà nói từ trước đến giờ luôn là mật vụ sẽ liên lạc với lại cái cơ quan cảnh sát địa phương và cảnh sát địa phương chính là cái tổ chức mà chịu trách nhiệm cho cái chu vi mà bên ngoài trách nhiệm của mật vụ. Bà nói là mật vụ chỉ chịu trách nhiệm cho cái cái nơi cái cái sân vận động này của ông Trump thôi, còn cái tòa nhà này nó nằm ở ngoài cái chu vi mà mật vụ chịu trách nhiệm. Thế nhưng rõ ràng những cái người mà làm trong uh, law enforcement của chính phủ đó họ nói là mặc dù nói như vậy nhưng mà mật vụ theo cái giống như là cái 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 tầng lớp mà có cái 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 quyền đó thì bà này vẫn phải chịu trách nhiệm, bà phải biết được là phía cảnh sát à, họ nhận lệnh từ phía bà rồi bà phải biết được là bây giờ cảnh sát của Butler họ cái, cái họ làm gì bà phải nắm được hết toàn bộ những cái bước và họ thực hiện à, bà phải hỏi xem là họ có cài người đứng ở dưới này hay không, có bảo vệ cái tòa nhà này hay không chứ không thể nào bây giờ phủi miệng mà nói là ô cái cái tòa nhà này không thuộc trách nhiệm của chúng tôi đưa ra một cái lời giải thích mà không ai chấp nhận được như vậy. Và đương nhiên thì bà này bây giờ bảo cũng xác nhận là vào ngày 22 tháng 7 này bà phải ra một cái buổi điều trần để mà giải thích uh, với uh, Um, một cái ủy ban của uh, thượng viện là tại sao uh, phía mật vụ lại để cho tay súng leo lên trên cái tòa nhà như thế này mà không một ai biết và bây giờ cái câu cái cái vấn đề khác nữa thưa quý vị là trước cái vụ ám sát hụt này chỉ mới một tuần trước chúng ta đều biết là bây giờ hai phía đảng cộng hòa với đảng dân chủ phải giống như là nỗ lực để mà bên ông Biden thì gán ghép ông Trump với lại cái Project 2025 còn ông Trump thì phải đưa ra những cái phương thức mà cho thấy ông không hề dính dáng đến cái Project 2025 đó nhưng mà rõ ràng bây giờ cái chuyện ám sát hụt này xảy ra thì cái phương thức của cả hai đảng bây giờ nó không còn liên quan gì đến cái đó nữa mà ngay lập tức ông biden cũng phải thay đổi cái chiến thuật mà à, giống như tranh cử của mình nhưng mà ông không thể nào mà bây giờ cứ tấn công ông trump nữa và thì ông trump đã bị thương vừa mới bị ám sát hụt nếu như những cái lời nói những cái ngôn từ mà đi vận động tranh cử của ông biden bây giờ không khéo sẽ khiến người dân hoa kỳ họ bất mãn với đảng dân chủ còn đương nhiên phía chiến dịch tranh cử của ông trump bây giờ thì họ không nghĩ đến cái chuyện gì về project 2025 nữa cả mà bây giờ họ tập trung toàn bộ về cái chuyện ông đã sống sót như thế nào à, qua cái chuyện à, bị ám sát hụt như thế này. Và bây giờ cái vấn đề lớn hơn nữa là phía cơ quan FBI và báo chí mainstream báo chí chính thống thưa quý vị. Trong những cái à, giờ mà sau khi cái vụ ám sát hụt xảy ra đó thì đương nhiên chính phủ Hoa Kỳ cho biết là FBI là cơ quan liên bang duy nhất hiện nay đang thực hiện cái vụ điều tra này à, nhưng mà rồi báo chí họ cũng liên tục cập nhật tin tức về thân thế của uh, Thomas crux nhưng mà đọc những cái bình luận phía dưới đó từ bình luận những cái bài đăng của New York Times CNN NBC chúng tôi thấy nhận thấy là bây giờ đó người ta không tin những cái gì mà phía uh, media đưa ra nữa thưa quý vị họ nói là cái thân thế của uh, thomas trucks như thế nào rồi cái quan điểm chính trị của cậu này ra làm sao người ta không tin rồi họ nói là cái cuộc điều tra này do fbi uh, nắm quyền mà fbi lại là à, hiện nay đang nghe lệnh của chính quyền của đảng dân chủ cho nên là nó có công bằng hay không vì sao mà nên nông nổi này thưa quý vị tại sao người mỹ bây giờ họ không còn tin chính phủ của mình nữa mà họ không cũng họ cũng đặt câu hỏi họ nghi ngờ về những gì mà báo chí chính thống đưa ra thì rõ ràng trong vòng 6 năm qua quý vị cũng thấy fbi họ mất uy tín trầm trọng sau cái vụ mà điều tra cái laptop của Hunter Biden. Trước đó FBI rõ ràng phủ nhận cái sự hiện diện của những cái laptop đó, còn đổ là phía uh, Nga đưa tung tin đồn về có cái sự hiện diện của cái laptop nhưng cuối cùng cái sự thật nó phơi bày ra là hoàn toàn có những cái gì ở trong đó đủ hết, cho nên một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Người dân bây giờ họ không tin FBI mà họ cũng không tin báo chí uh, chính thống nữa. Và cuộc điều tra sẽ còn được tiếp diễn và tin tức về Thomas Crook, Matthew Crook sẽ còn tiếp diễn cũng như những tin tức liên quan tới ông Trump Biden sẽ còn tiếp diễn nữa. À, tuy nhiên trở lại với cuộc điều tra à, thân thế của Crooks à, sinh ra tại Battle Park, cách nơi mà xảy ra vụ tấn công ông Trump khoảng một giờ lái xe. Chúng tôi tiếp tục đào sâu hơn vào cái vụ ám sát này mời quý vị cùng theo dõi thomas matthew crook là ai bạn đồng học tất cả mọi người chung quanh láng giềng và kể cả bố mẹ của chính con trai của mình nữa cũng không có câu trả lời không ai có câu trả lời nào tất cả những cái gì trả lời với phóng viên báo chí không biết bao nhiêu là các cơ quan truyền thông họ cử người ngay lập tức tới battle park tới trường học tìm kiếm những nơi làm việc trong viện dưỡng lão của crooks nhiều nơi khác nữa tất cả không ai có thể câu trả lời chính xác. Từ vấn đề tâm thần ai cũng biết không thể nào một cái người trẻ 20 tuổi mà cầm súng đi bắn ông tổng thống và tổng thống tương lai của nước Mỹ cả phải có một cái động lực ghê gớm mà chúng ta không tìm hiểu được vì lý do chưa có những cái thông tin chính thức và vì thế rất nhiều các thuyết âm mưu được đặt ra. Thì đây là cái bản đồ của nhà của Crooks gia đình à, Thảo Yên đã gửi đến một số các chi tiết Bố mẹ thực sự là người theo đảng Dân Chủ Cả hai Ông bố đó là người theo đảng Tự Do Thì cũng như người Dân Chủ thôi Người mẹ cũng vậy ghi danh là đảng Dân Chủ Thomas Crooks là người ghi danh của đảng Cộng Hòa Nhưng mà năm 2021 lại 15 đồng cho đảng Dân Chủ là sao Thứ hai nữa người đó mà thực sự theo đảng dân chủ thì họ cũng chống vấn đề sử dụng súng ống. Ông bố lại là người mua cây súng AR15 và để con trai sử dụng cây súng đó ông bố mua hợp pháp. Nơi đây Beto Park là 52% bỏ phiếu cho ông Biden năm 2020. Dân chúng ở đây 93% là người da trắng thuộc loại tầng lớp trung lưu trở lên bởi vì họ so sánh tại cả tiểu bang Pennsylvania đó thì Battle Park làm lương cao gấp một lần rưỡi so với mức lương trung bình nhà cửa đẹp an toàn và cư dân ở đây họ nói thậm chí phóng viên đến nhà sát nhà của gia đình Crooks họ hỏi đó người ta nói tôi cũng thật sự cũng không, không biết bụng mặt bố mẹ và tương tự như các thành phố đẹp và yên tĩnh khác của nước Mỹ không ai biết ai láng giềng nhiều khi ra ngoài xây hai và chúng ta sống ở những cái nơi chẳng hạn như từ Irvine hay Newport Beach quý vị đi xuống dưới này đó quý vị sẽ thấy không thể nào biết được cái nhà một người bên kia chỉ thấy chiếc xe ra vào với điều kiện là quý vị làm vườn ở ngoài thường xuyên tức là những cái người mà về hưu đó thì may ra hoặc là những người thích hàng xóm thì may ra mới biết được trường hợp ở đây cũng thế à, chỉ nhờ báo chí biết được bắt đầu mới biết được thân thế chứ còn không ai biết thế thì Quốc trong thời gian qua học ở trường trung học đó à, tìm cách ngay những ngày đầu bước vào trung học thì anh thích súng mà cho nên tìm cách tham gia vào đội bắn súng nhưng mà người bạn nói rằng mới thử lần đầu thôi thì những người bạn nói là bắn chặt mà đến nỗi mà nguyên một đám nhìn nó cười luôn cho nên Cook quê quá mới bỏ ra khỏi thì sau đó gia nhập cái hội súng ở trên mạng và cái hình mới cho biết đó là nằm ở trong một cái mạng YouTube trên truyền hình trên kênh YouTube thì nó đầy hết những cái người mà thích súng thì nằm ở trong cái mạng đó và nếu mà chúng ta so sánh hình ảnh chụp ở trường trung học một cái anh thanh niên cù lần quê so với bức ảnh mà xảy ra hôm thứ bảy hoàn toàn khác. Thomas Cooks là một người theo bạn học là một người học rất giỏi rất thông minh. Câu hỏi đặt ra là tại sao anh không học vào đại học và xin vào các trường lớn? Đặc biệt đó, Cooks là một người rất giỏi về lịch sử và đây là một cái chi tiết nhỏ chúng ta có thể dựa trên cái quan điểm đó để tìm hiểu cái động lực dẫn đến cái việc ám sát rất thông minh và rất giỏi về lịch sử mà nếu giỏi về lịch sử thì crooks biết rõ là lịch sử của nước mỹ nó biến động như thế nào bởi vì phần lớn những người học lịch sử là phải bắt nguồn từ lịch sử của nước mỹ mà hầu hết học sinh ở mỹ này biết rất rõ về lịch sử của nước mỹ từ ngày lọc nước rồi xảy ra những cái vụ uh, người kỳ thị rồi ám sát trong đó kennedy rồi sau đó là ronald reagan nhưng mà tại sao lại muốn ám sát ông trump thưa quý vị khi mà hỏi tới cái thân thế của crooks á, thì người ta tới cái viện dưỡng lão câu hỏi đặt ra là một người thông minh như thế mà bố mẹ không khuyến khích con mình vào các trường lớn harvard yale gia đình có dư sức, thừa sức để em có thể vào thì không vào, lại đi học trường cao đẳng thì tốt nghiệp trường cao đẳng cách đây chỉ có 3 tháng thôi. Mà trong thời gian đó làm việc cho cái viện dưỡng lão chăm sóc đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng cho các cụ già trong viện dưỡng lão. Những ban giám đốc của viện dưỡng lão cho biết đó bất cứ ai vào đây bởi vì sao? Phục vụ cho người già và vấn đề sức khỏe đó tâm lý rất quan trọng cho nên họ nói họ đã tìm hiểu hồ sơ xem coi có um, bạo lực hay không có bệnh tâm thần có uống thuốc tâm thần hoặc là ma túy súng ống có vi phạm tội tất cả thì bên giám đốc của viện dưỡng lão này nói là họ không tìm thấy một cái gì sơ hở cả đối với mọi người và những người bạn học của khúc thì chỉ nói anh là một người rất cô đơn có bạn học nói rằng trong buổi trưa ăn á, thì thấy quốc ngồi ăn có một mình thôi không tiếp xúc với ai fbi không tìm thấy bất cứ một cái văn bản một cái tuyên cáo hoặc bản đồ bất cứ điều gì thế thì có thể làm vị trí thông minh hay là sắp tới đây hy vọng fbi sẽ tìm ra thêm lên kế hoạch để ám sát ông cựu tổng thống mà biết được ông sẽ đứng ở đâu Vị trí ở nơi nào Biết được cái tòa nhà đó Và tại sao xuất hiện Ở tòa nhà đó Mà luôn lách qua Hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ Thì đó là một cái vấn đề Vì sự thông minh của mình Và Chỉ vì thưa quý vị Một cái sơ hở rất nhỏ trong lúc bắn đó, Là ông Trump chính ông tuyên bố đó Là vào cái thời khắc mà cái viên đạn nó xém tai của ông á nếu mà ông không quay đầu một chút xíu thôi để nhìn ông chuẩn bị đưa ra chi tiết liên quan đến di dân thì chỉ cái cái lắc của ông thôi thì nếu mà ông nghiêng qua bác sĩ cho biết đó cái khoảng cách giữa cái viên đạn trúng vào cái màng tai của ông thôi đó là 1 phần 4 inch. 1 phần 4 inch. Cho nên ông Trump nói nếu ông không liếc qua vào thời khắc đó mà ông vẫn cứ giữ cái đầu như thế này đó thì cái viên đạn nó bay thẳng vào trong mặt của ông. Chết ngay tại chỗ. Chết ngay là không có, có nói gì hết đã. Thì cái khoảnh khắc đó tích tắc. Thì ngay lập tức chúng ta thấy đó là Crooks thấy người cảnh sát lồm cồm lên đó là y phải nổ súng và có thể đó là giây phút mà lẽ ra y bắn chúng thì bắn hụt một phần là ông trump liếc cái đầu qua nghĩa là lắc cái đầu qua một bên một phần là bắt đầu hơi hồi hộp rồi cho nên chúng ta thấy là sau cái viên đạn đầu đó bắn lúc nhiều viên khác thì lúc đó ông trump hụp đầu xuống và giờ lên cái lỗ tai của mình thì thấy máu chảy ông mới hụp xuống luôn đó là toàn cảnh dẫn đến cho nên câu hỏi đặt ra là liệu rằng FBI có tìm hiểu được đây là một người thông minh lên kế hoạch cụ thể vào ngày khác đó, giờ đó, giờ đó làm thế nào để luồng lách được an ninh leo lên mái nhà. Thì cái vấn đề ở đây đã về liên quan đến mật vụ thì ông Mayorkas là Bộ trưởng Bộ Nội An vào sáng ngày hôm nay tuyên bố sở mật vụ nằm dưới quyền kiểm soát ô dù của Bộ Nội An. Bộ Nội An quá lớn luôn. Kiểm soát an ninh từ sân bay, nhà ga cho đến sở mật vụ luôn nữa. Thế nhưng ông nói rằng chắc phải nhờ tới một cái cơ quan độc lập mang phối hợp giữa đảng cộng hòa và dân chủ chắc chắn để điều tra về sở mật vụ và chúng ta cũng hiểu được và đây là những cái vấn đề nè bảo vệ cho ông tổng thống đó bao giờ cũng nhiều hơn là bảo vệ cho ông cựu tổng thống. Lẽ đương nhiên là cựu tổng thống thì có sự bảo vệ. Nhưng mà cái việc bảo vệ đó chắc chắn nó không có mạnh như bảo vệ ông tổng thống. Cái đoàn người bảo vệ ông tổng thống bao giờ cũng lớn hơn. Sở mật vụ nói rằng họ có phần họ đổ lỗi cho cảnh sát. Nhưng mà đây là vấn đề mà chỉ trích và sẽ cuộc điều tra. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo. Bất cứ một cái vụ ám sát nào, bất cứ một cái vụ tìm cách tấn công nào cũng có sự sơ hở. Và ngày hôm nay, bà Kimberly Chiro, Giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ tuyên bố họ hoàn toàn hợp tác, thậm chí à, cơ quan này cũng thực hiện một cuộc điều tra sâu rộng nội bộ xem lại toàn cảnh tại sao có sự sơ hở đó, thưa quý vị. Và đây là chi tiết của các bản tin để ghi nhận được chắc chắn à, bên thậm chí bên Bộ Nội An cũng tuyên bố sở mật vụ Hoa Kỳ sẽ có cuộc điều trần trực tiếp và lẽ đương nhiên Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện sẽ chất vấn nặng nề cũng như chỉ trích và liệu rằng cái ghế của bà Giám đốc sở mật vụ có còn nữa hay không tuy nhiên đó là chuyện mà sắp tới diễn ra con chuyện đã rồi thì ngay một người bình thường chúng tôi vừa thấy cái vụ mà một cái tên ám sát ông tổng thống mà xuất hiện cách nơi ông Trump đứng diễn văn nó có 150 giọt chưa tới 150 thước nữa mà lẽ đương nhiên cái kế sách cái kế hoạch của Thomas Crooks sự dự dựng lên đó, là bây giờ đi tìm xem có cái văn bản nào hoặc là dữ kiện nào mà Crooks để ở đâu đó hoặc là nghĩa là hoàn toàn là ghi nhớ một người thông minh họ có thể nhớ được chi tiết và cứ thế mà thi hành thôi một mình nghiên cứu thi hành hết tất cả và sở mật vụ ngay sau đó thì họ nói rằng mỗi một khi mà cái rất là phức tạp thôi cái việc thực sự mà nói đó bởi vì cái sự ủng hộ của ông trump mà vô cùng phức tạp đâu phải là lần này đâu mà nhiều lần khác nữa cái số người mà bảo vệ nó cũng có giới hạn như chúng tôi đã thưa nó hoàn toàn khác với bảo vệ ông tổng thống với ông cựu tổng thống và sở mật vụ còn phải nhờ sự tiếp ứng của cảnh sát địa phương và cái chuyện mà sở mật vụ đi tới đâu đó là ăn thua vào thành phố nào thì sở cảnh sát địa phương phải phối hợp để bảo vệ trật tự an ninh đó là sở cảnh sát chứ sở mật vụ làm sao mà có đủ người và ngay cả cái cái team counter sniper tức là cái nhóm mà chống thiện xạ chống những kẻ bắn đó họ cũng có giới hạn chứ có hai người à và họ ngồi trên mái nhà và toàn cảnh khu vực đó cái tòa nhà thì sở mật vụ nói rằng họ để cái tòa nhà về an ninh đó là sở cảnh sát địa phương họ nhờ sở cảnh sát địa phương kiểm tra các tòa nhà an ninh này thì có thể là sở cảnh sát địa phương nó Ô các anh yên tâm đi chúng tôi theo dõi và bảo vệ được cái tòa nhà này Và toàn cảnh cái khu vực đó Sở mật vụ không đủ người Và vì thế họ phải nhờ đến sở cảnh sát địa phương Thì đó là những gì mà sở mật vụ tuyên bố ngày hôm nay Và đó cũng là lý do bà Kimberly tuyên bố Họ sẽ giám sát lại toàn bộ Và phải gia tăng thêm cái việc bảo vệ ông Trump Cái điều đó chắc chắn À, vào à, ngày à, khai mạc đảng cộng hòa đại hội đảng cộng hòa ngày hôm nay kéo dài đến thứ năm và chắc chắn á, là phải gia tăng thêm người nếu ông trump xuất hiện tại những cái buổi họp mặt sắp tới đây và liệu rằng có còn chắc chắn là ông trump sẽ muốn nói chuyện với cử tri và điều đó càng, càng gia tăng à, gia tăng thêm cái vấn đề an ninh cho nên chỉ thực sự mà nói bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi các cuộc điều tra và điều trần để tìm hiểu thêm nữa. Nhưng mà rồi người ta chắc chắn là cái việc bảo vệ ông Trump sẽ còn gia tăng mạnh trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, mặc dù bây giờ nói như vậy nhưng mà rõ ràng cái thời buổi hiện nay may là chúng ta có nhiều máy quay của các đài họ chứng kiến được toàn bộ cái 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 một vài giây trước khi mà xảy ra cái vụ ám sát hôm thứ bảy thì rõ ràng quý vị thấy ở đây có một điểm chúng tôi không thể nào hiểu được là mặc dù nói mật vụ cái cái team mà counter sniper của họ chỉ có hai người nhưng mà rõ ràng họ đứng ở trên cao ngay cái tòa nhà ngay phía sau ông Trump mà quý vị nhìn như thế này đó thì Thomas Crook đứng ở bên kia mà cái khu này không có một cái gì che chắn hết. Thomas Crook có thể nhắm được ông Trump thì rõ ràng mật vụ. Với cái cây súng của họ, họ có cái ống nhòm mà cái loại đó là dùng cho sniper là có thể nhìn xa đến mấy trăm yards. Chứ đừng có nói chỉ có chưa đến 150 yards. Thì làm sao mà hai cái người sniper kia không thấy Thomas Crook được? Cái câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại như vậy không ai hiểu được thưa quý vị rõ ràng là hai người này có phải để cho Thomas rất tự do bắn hay không thì bây giờ chỉ có hai cái ông mật vụ này ông có thể trả lời được thôi mà như quý vị thấy đó là bây giờ tại sao người dân họ không tin cái cuộc cái, cái, cái cuộc điều tra đang diễn ra nữa là những gì mà họ thấy đó nó quá rõ ràng nó quá obvious như vậy thì bây giờ người ta bắt đầu đồn thổi đầy ở trên mạng hết như nếu như trước đây đó trước thời mà ông Trump lên làm tổng thống thì những gì mà mainstream họ đưa ra đó người dân họ sẽ tin là cái cậu này là giống như chắc tâm thần hay sao đó tự hoạt động một mình vân vân nhưng mà bây giờ với cái hiện trạng rõ ràng có hai ông hai ông mật vụ đứng ở đây mà để cho Thomas Cook ông Trump lúc này ông đã phát biểu được gần hơn một tiếng đồng hồ rồi chứ không phải là vừa mới đứng lên rồi tự nhiên thomas rút ở đâu nhảy xuống bắn một cái nói là người ta phản ứng không kịp không đúng quý vị thấy rõ ràng ở dưới người ta xôn xao người dân chỉ cho mấy ông cảnh sát thì không phải bây giờ chúng tôi đặt câu hỏi là nếu không phải là sở cảnh sát địa phương với mật vụ ngày hôm đó họ phải có giống như là radio hay là mấy cái tai nghe chúng ta hay thấy đó là không phải dưới này họ đã nói mấy ông cảnh sát đó có người họ báo kìa họ có đến mấy phút lận có thể hoàn toàn cái chuyện này có thể được ngăn chặn nhưng mà không thomas rút leo lên như vậy rồi từ từ bò rồi đứng nhắm bắn hết thì bây giờ rõ ràng đã hai ba ngày nay thưa quý vị chúng tôi thấy rất nhiều là bây giờ người ta đang đưa ra một cái thuyết âm mưu là <laughs> mật vụ bằng cách nào đó đã đổ bỏ lơ cái tòa nhà này cố tình để cho Thomas Crook bắn và khi mà Crook đã bắn hụt rồi đó và thật sự quý vị nếu quý vị coi cái đoạn video này đó rõ ràng khi mà ông Trump ông bị bắn rồi ông ôm cái lỗ tai một cái cái ông mật vụ này ông dòm cái ống nhòm của ông liền ngay lập tức và ông bắn bùm bùm là Thomas Cook chết liền ngay lập tức Vậy thì làm sao bằng cách nào Mà trước khi Thomas Cook nổ súng Ông mật vụ này Ông không thấy cái tay súng Đứng từ tuốt Ở bên cái tòa nhà kia Thì thật sự chúng tôi không hiểu được Cái Bi người cảnh sát mà thấy Thomas Cook Ông có thể móc xuống Ông bắn ra Chính xác Nhưng mà người ta không bắn phải bắn <laughs> lên trời Để báo động ngay lập tức Là thấy là có kẻ ám sát ông, Cảnh sát nó không làm hay Ông sợ quá ừ, thấy ông, ông thục xuống Ông thục xuống ông... Bình thường thực sự nha cái vấn đề ở đây mình nói nhanh trí móc súng ra bắn lên trời để báo động rồi cái điện thoại cái điện thoại mà liên lạc giữa hai bên với nhau tại sao không nói chuyện với nhau mà người dân thì thấy Thomas Cook trước thì đó cho nên là những bây cái giờ vấn đề. Người ta đồn yeah. đó là có một cái thế lực rất là to lớn sau lưng quý vị đã để cho thế cái chuyện này xảy um, ra. Mà một khi mà tay súng đã bắn hụt thì bị mật vụ xử lại ngay lập tức. Tại vì nhiều người họ nói là mật không, vụ Không bởi vì nếu mà không sự đó, đó thì thì là có thể chỉ bắn bị thương tay súng thôi. Nếu mà không sự đó thì Thomas cũng có thể bắn tiếp tục mà có thể bắn chết ông Trump. Cho nên họ phải bắn họ phải giết luôn. Thưa quý vị một lần nữa, đó là một chắc chắn tha hồ mà theo dõi ở trên mạng yeah. và uh, quay trở về những uh, bản tin uh, địa phương thì uh, thưa quý vị uh, mới đây vào cuối tuần hôm thứ sáu thì uh, phía uh, park service ở tại uh, utah uh, đã lại tiếp tục khuyến cáo về cái mùa du lịch nếu quý vị nào đi vào những cái công viên quốc gia để mà leo núi đó thì cần phải cẩn thận lại có thêm hai cái chết nữa lần này là hai cha con à bây giờ tên tuổi của hai cha con được phía gia đình yêu cầu à, à, bảo mật cho nên là à, park service họ chỉ đưa được là người con gái 23 tuổi đi chung với người cha 52 tuổi hai người này là cư dân sống ở thành phố green Bay từ bang wisconsin thứ sáu vừa rồi đó họ đi đến cái công viên quốc gia canyonlands ở utah thì bây giờ đó park service họ chỉ biết là hai cha con này đi vào trong cái khu vực có cái trail là cái đường đi bộ đó thưa quý vị gọi là simcly trail mà cái trail này đó thì dài lắm vào khoảng 8 miles à, mức mất khoảng trung bình là 5 cho đến 7 tiếng. Nếu như mà đi từ cái à, ở bên ngoài đi vào bên trong hoàn tất xong rồi đi ngược trở ra là trung bình 5 đến 7 tiếng. À, nhưng mà Park Service họ đánh giá đây là cái đoạn đường khó đi chứ không phải là dễ tại à, đa số đó là những cái con đường đoạn dốc rồi không hề bằng phẳng dễ đi một chút nào hết và có những cái khúc đó là con đường bị những cái cục đá rất là to, nó chặn ngang cho nên muốn đi được là phải leo qua những cái cục đá đó, rất là khó khăn vô cùng. Thì bây giờ park service họ nói là à, khoảng đâu lúc mà 4 5 giờ chiều đó thì sở cảnh sát địa phương nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ chính hai cha con này họ nói là họ đã bị lạc đường và đã hết nước rồi thì nhưng mà không biết là họ mô tả được là họ đang ở đâu hay không cho sở cảnh sát địa phương cho nên ngay lập tức sở cảnh sát địa phương họ gọi cho Park Service đến khi mà Park Service cùng với đội cứu nạn địa phương đến tìm được hai cha con thì đã quá trễ hai cha con này đã chết thưa quý vị chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này quý vị nha Vâng thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức lại tiếp tục có hai người bị thiệt mạng cho trong vào cuối tuần qua hôm thứ sáu hai cha con 52 với lại 23 tuổi thì như chúng tôi thưa đó thưa quý vị là hai người này họ đã gọi cho sở cảnh sát địa phương cầu cứu nhưng mà có thể là tại vì cái cái đường xá cái địa hình của cái vườn quốc gia Utah này đó thật sự không có phải dễ để mà nói cho cảnh sát biết là họ đang ở đâu cho nên cảnh sát mặc dù đã gọi liền cho park service rồi park service họ cũng điều động một cái lượng đội cứu nạn đi chung với park service đi vào bên trong cái 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 Sinclair Trail để mà tìm nhưng mà park service nói là đến khi mà họ tìm thấy được hai cha con rồi đó thì tội nghiệp lắm, đã qua đời rồi. Thì park service bây giờ họ nói là ngày hôm đó cái uh, Canyonlands này đó nhiệt độ là 100 độ và hai cha con này đã cầu cứu cảnh sát nói là họ đã bị hết nước rồi thì có thể hai yếu tố cộng lại cho nên mà bây giờ tính luôn hai cái trường hợp này đó là chỉ trong vòng có gần 2 tháng qua thôi, cái mùa hè vừa bắt đầu đã có tổng cộng 9 người bị chết khi mà đi vừa leo núi rồi đi vào những cái vườn quốc gia rồi những cái thác nước thôi các bạn. Như chúng tôi đã thừa ra, vụ ám sát hụt ông Trump đã thay đổi toàn bộ cục diện chính trị ở tại Hoa Kỳ này trên nhiều mặt. Và đầu tiên, bà Church quan tòa Eileen Cannon ở Florida, người chịu trách nhiệm xử vụ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện ông Trump về lấy hồ sơ mật và cất dấu ở mar a lago Breaking News vào sáng ngày hôm nay. Quan tòa Judge Eileen Cannon tuyên bố vụ kiện nhắm vào ông Trump là vi hiến và hủy bỏ toàn bộ vụ kiện này. Đây là một thất bại rất lớn của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp sáng nay vụ này quá mới cho nên chưa tuyên bố chính thức. Họ đang theo dõi lại. Trong phán quyết dài 93 trang giấy, bà Eileen Cannon quan tòa ở Florida tuyên bố việc bộ tư pháp hoa kỳ lập ra hay bổ nhiệm một ông công tố viên đặc biệt là vi hiến thì cái vấn đề vi hiến này có thể nói rằng chúng tôi cũng chưa nghe thấy ngay cả các chuyên gia những người chuyên về hiến pháp hoa kỳ cũng thắc mắc là tại sao lại vi hiến cái việc mà bộ tư pháp đặc biệt là nhắm đến một ông cựu tổng thống. Thì nếu họ không điều tra, tự họ điều tra mà tại sao họ phải lập ra một công tố viên đặc biệt như thế này? Tức là ông Jack Smith đó thưa quý vị. Mà ông công tố viên đặc biệt này không những truy tố ông Trump về hồ sơ mật mà còn truy tố về hồ sơ liên quan đến sự can thiệp của ông vào ngày 6 tháng 1 thì với phán quyết này người ta nghĩ sau vụ ám sát hụt ông trump chắc có lẽ những cái hồ sơ liên quan tới truy tố ông sẽ bị hủy bỏ toàn bộ một phần đó là tòa tối cao pháp viện đã ra tuyên bố là tổng thống dù đương nhiệm hay đã trở thành cựu tổng thống ông trump được quyền miễn tố hầu như tối đa có thể nói lên tới 90% miễn tố thưa quý vị. Ngay cả ông khi rời khỏi tòa bạch ốc. Và nếu ông rời tòa bạch ốc mà có lỡ mang hồ sơ mật về nhà rồi. Thì chiếu theo pháp lệnh của tòa tối cao pháp Việt. Ông được quyền. Và đó là lý do mà người ta nghĩ là George Eileen Cannon. Sau khi đọc qua phán quyết của tòa tối cao pháp viện thì bà thấy hành động của ông trump là cựu tổng thống vẫn được quyền miễn tố có nghĩa là ông vẫn được quyền mang những hồ sơ này về nhà mà không trả lại thì nếu mà ông đồng ý trả lại như ông đã làm thì bây giờ lấy lại hết tất cả các hồ sơ đó để về lại cho văn khố thì ông phủi tay không có gì phải truy tố ông về cái tội mà cất giấu hồ sơ mật này có thể án tù được thì đó là lý do nhưng mà trong phán quyết 93 trang bà ghi rõ là cái việc bộ tư pháp thành lập ông công tố viên đặc biệt Jack Smith là vi hiến điểm thứ nhì là phán quyết của tòa tối cao pháp viện cho thấy rằng nếu ông Trump không có những cái quyết định liên quan tới cá nhân của ông Chẳng hạn như là những cái hành vi mà không có dính líu tới hoạt động của chính phủ. Ngay cả ông khi ngay cả khi ông rời tòa bạch ốc thưa quý vị. Thì cái chuyện mà ông mang hồ sơ mật về Malago hay bất cứ cái điều gì đó chỉ là sơ hở ông không được phép. Nhưng mà rồi ông trả lại thì thôi, không có gì phải truy tố ông cả. Và thậm chí trong cái việc truy tố này hoàn toàn gặp khó khăn. Cho nên à, nói gì thì nói bên phía Bộ Thứ Pháp Hôm nay đã họ đang theo dõi lại toàn bộ văn bản và phán quyết của tòa bà Eileen Cannon để liệu xem sẽ đưa hồ sơ này sang các khu vực khác hay không. Thì đó là bởi vì trước đây đó bên phía ông Jack Spee ông đã từng khuyến cáo và tòa kháng án cũng đã được, từng đưa ra chỉ trích đối với những cái quyết định phán quyết của bà Eileen Cannon là vượt quá cái phạm vi của bà cho nên có thể nếu như bộ tư pháp không màng cái chuyện ám sát thuộc ông trump vẫn tiếp tục theo dõi cái vụ kiện này đó họ sẽ đưa cái vấn đề này sang cho các khu vực khác và không cần tới bà phản khoán phít của bà liên bang nghĩa là tòa vẫn um, bộ tư pháp vẫn có thể đưa kháng án cái vụ kiện này như thường và thưa quý vị đây là hình ảnh vào ngày hôm qua ông trump đã uh, xuất hiện ở uh, sân bay milwaukee metro đến uh, tiểu bang uh, wisconsin uh, để mà tham dự cái đại hội uh, đảng cộng hòa thì uh, ông trump đã nói là đáng lý ra đó mới hôm thứ bảy là bị ám sát hụt thì mọi người khuyên ông là hoãn lại đừng bay sớm như vậy chờ hai ngày hãng bay nhưng mà ông nói là ông không để cho một cái tay súng một cái vụ ám sát hụt nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của ông cho nên ngày hôm qua ông đã bay đến đây rồi thì à, đại hội đảng cộng hòa toàn quốc đã chính thức bắt đầu khai mạc ngày hôm nay thưa quý vị thì à, À, từ hôm nay cho đến thứ tư đó thì những cái diễn giả xuất hiện trên sân khấu sẽ toàn là những người giống như là thượng nghị sĩ rồi dân biểu cựu quan chức thuộc đảng cộng hòa họ sẽ lên phát biểu trước và phía um, rnc họ cũng khẳng định là những cái người này đó sẽ tập trung nói về vấn đề kinh tế ông trump sẽ xuất hiện vào ngày thứ năm và ông sẽ có một cái bài diễn văn uh, theo thông lệ là sẽ uh, chấp nhận cái đề cử của đảng cộng hòa và đặc biệt đó tờ đài fox họ nói là có một nguồn tin ông trump đã nói cho họ biết là có thể vào chiều ngày hôm nay ông sẽ tuyên bố luôn ứng viên cho vị trí phó tổng thống đứng chung chiến dịch tranh cử lần này với ông và ông trump ông nói thêm vào sáng ngày hôm nay vốn dĩ ông đã trước cái buổi ám sát hụt đó ông có một cái bài diễn văn ông gọi là một cái bài diễn văn tough speech à, ông nói là ông sẽ cho mọi người thấy là cái chính quyền hiện nay nó corrupted như thế nào nhưng mà ông nói bây giờ tôi đã quăng cái bài diễn văn đó rồi tôi phải nói về một cái vấn đề khác ông nói là không biết được à, sau cái vụ ám sát hụt cho thấy là đất nước này nó quá chia rẽ cho nên có thể tôi sẽ kêu gọi một cái sự đoàn kết ừ. nhưng mà với ông trump thì không biết được là thật sự thứ năm này ông sẽ nói về vấn đề gì? À, đúng thế à, ông Trump ông khẳng định ông nói à, và nhiều người à, quen biết à, quen thuộc với tình hình cho biết vụ ám sát thủ đã thay đổi toàn bộ con người của ông Trump luôn à, những người thân thiết họ nói à, rõ ràng change the man thay đổi một con người và thực sự thưa quý vị chúng ta quý vị à, hãy tưởng xem mình à, lái bình thường thôi, mình lái xe đi bị một cái chiếc xe khác nó ủi, mặc dù mình lái đúng đó, mà xém chết đó. hoặc là bị cảnh sát phạt, quý vị có thay đổi không? Một trăm là thay đổi, thay đổi một thời thôi <laughs> cũng có thể. Cá nhân chúng tôi cũng thế, bị cảnh sát phạt một cái là ô bắt đầu ô phải suy nghĩ lại ô mình phải lái xe làm sao hoặc là bị dính vào một cái vụ tai nạn xe cộ đó, quý vị thay đổi đằng này là một cái vụ ám sát xém chết thay đổi con người và những người mà quan tâm họ nói hy vọng đây sẽ là một cái sự thay đổi cho nước mỹ luôn và tuyên bố của cả hai nhân vật này lần đầu tiên ông biden gọi đến cho ông trump hôm thứ bảy ngay lập tức nói chuyện với ông trump sang ngày chủ nhật ông Biden tiếp tục gọi đến cho ông Trump một lần nữa nói chuyện với nhau hai người có một cuộc trao đổi rất tốt đẹp với nhau cả hai ngày. Chúng tôi tiếp tục với đề tài này ngay sau phần quảng cáo. chúng tôi đang đề cập đến bản tin và cũng hy vọng là sau cuộc ám sát hụt ông trump hai bên thay đổi và quả nhiên như thế mình cũng hy vọng là trong cái thời gian ban đầu là như thế chưa biết được những ngày sắp tới ra sao nhưng mà hai bên ông biden gọi cho ông trump nói chuyện với ông trump chúc sức khỏe ông và đưa ra những cái thông điệp rất tốt đẹp ông trump cũng nói ông đã thực hiện một cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua với một tờ báo Washington examiner, một người một tờ báo ủng hộ cho các um, chính trị ứng viên của Đảng Cộng hòa và ông Trump. Ông trả lời uh, riêng thôi. Thì ông nói đúng, vụ ám sát thuộc này đã thay đổi hoàn toàn. Lẽ ra cái bài diễn văn mà ông sẽ đọc vào thứ năm này, ông đã quăng vào sọt rác, hoàn toàn nhắm chỉ trích nặng nề như những gì ông đã từng tuyên bố trong cuộc tranh luận với ông Biden cho rằng chính sách của ông Biden là tồi tệ kinh tế Mỹ đủ thứ mọi chuyện di dân chỉ nhắm vào chỉ trích và thần lớn chúng ta biết được những cái bài diễn văn của các ứng viên đối thủ á, luôn luôn là như thế trong đại hội đảng Cộng Hòa họ phải dìm đối phương của mình cho dù đối phương của mình có những hồ sơ rất tốt đẹp nhưng mà họ sẽ tìm ra những cái chính sách khác để vận động kích thích cử tri mà chống bên phía đối thủ càng nhiều càng tốt. Ông Trump tuyên bố, no, tôi không làm điều đó nữa. Ông nói bài diễn văn vào thứ năm này sẽ tập trung vào việc đoàn kết nước Mỹ. Và người ta nhớ lại bài diễn văn của ông cố tổng thống Ronald Reagan năm 1981 sau vụ ám sát hụt ông mà ông tưởng là chết luôn ạ, tại vì bắn mấy phát vào người, cho nên cái cái vết thương của ông Ronald Reagan nó nặng hơn ông Trump rất là nhiều. Và sau đó thay đổi hoàn toàn con người của Reagan, bài diễn văn của ông Reagan đã giúp cho ông chiến thắng vẻ vang. Lần này cũng thế nữa, mà không những ông Trump, ông Biden cũng thế, bắt đầu ngưng toàn bộ cái chiến dịch vận động tranh cử bằng những cái mẫu quảng cáo chỉ trích ông trump họ đã dẹp hết hôm nay thì đảng dân chủ họ sẽ tiếp tục nhưng mà chưa biết được các thông điệp sẽ như thế nào ngày hôm qua trong bài thông điệp liên bang bằng video ở tòa bạch ốc ông biden chỉ tập trung về vấn đề đoàn kết dân tộc đoàn kết cử tri hai bên ông nói rằng cuộc vận động tranh cử thời gian vừa qua đó nó quá nóng đi thành viên đảng cộng hòa, maga vân vân, thành viên đảng dân chủ chỉ trích nhau dữ dội luôn và ngay cả sau các cuộc sau cái vụ ám sát thuộc này, các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông trump có phần nhịn lên so với ông biden vẫn tiếp tục dẫn đầu nhưng mà cái số dẫn đầu nó cũng không nhiều thậm chí có cuộc thăm dò khác ông biden nhức lên sáng ngày hôm nay trên đài phát thanh công lập npr phóng viên họ cũng đi phỏng vấn những cử tri ở pennsylvania bao gồm cử tri cộng hòa và dân chủ các cử tri này cũng nói thay đổi đó tuy nhiên họ nói thay đổi là như thế thôi họ không có đưa ra những cái lời chỉ trích nặng nề lẫn nhau nữa nhưng mà không thay đổi quan điểm chính trị của họ được và không thay đổi lá phiếu của họ được cho nên chúng ta thấy mặc dù bây giờ đó đất nước nước Mỹ này cái việc chia rẽ chính trị nặng nề giữa Cộng hòa Dân Chủ Trump and Biden chúng ta sẽ thấy cái việc đó giảm phần nào khi ông Biden không còn chỉ trích ông Trump hoặc là ông Trump sẽ không chỉ trích ông Biden nặng nề slip Joe hoặc những cái lời lẽ rất nặng nhắm vào cá nhân của hai bên thì hy vọng cái tình hình này nhưng mà các chuyên gia bầu cử họ vẫn nói phải chờ đến tháng 10 là cái tháng hầu như sẽ quyết định thành phần cử tri lúc đó các cuộc thăm dò có lẽ là nó chính xác hơn hiện nay nhưng mà ít nhất chúng ta thấy rằng là và chúng ta mọi người sẽ chờ đợi xem bài diễn văn của ông Trump thực sự là mang cái mục đích đoàn kết dân tộc hay không và trong khi đó thưa quý vị sáng ngày hôm nay một cái công ty uh... Họ, họ gọi họ là quản lý tài chính BlackRock à, đã tuyên bố họ phải à, rút xuống một cái đoạn quảng cáo vốn để trên cái website của công ty này từ năm 2022 rồi bởi vì à khi quay cái đoạn quảng cáo này đó lại vô tình có cái sự xuất hiện của uh, Thomas Crux thưa quý vị thì uh, đây là chính là hình một trong những cái hình ảnh trong cái đoạn quảng cáo đó uh, phía công ty BlackRock cho biết là cái đoạn quảng cáo này quay năm 2022 và đã phát rồi uh, họ phát quảng cáo trên đài truyền hình rồi website tùm lum hết thì uh, như quý vị thấy một cảnh trong này đó là họ thực sự đến cái trường trung học mà Thomas Crux theo học là battle park um, high school và cái lớp học và những em học sinh xuất hiện trong cái đoạn quảng cáo đó là các em học sinh thật của cái lớp đó cái người thầy giáo cũng là cái người thầy giáo thật à, đây là một trong những cái đoạn quảng cáo họ nói là họ quảng cáo cho những cái lớp mà những giống như các em sau này đó từ ở trong high school mà muốn học cách quản lý tài chính để giống như đến tuổi về hưu là đã có sẵn một cái số tiền thì đây là cái mục đích của cái đoạn quảng cáo đó. Thì phía BlackRock cho biết là tất cả học sinh ở trong này ngoại trừ cái người thầy giáo đó các em xuất hiện là no pay actors cho quý vị à, nhưng mà họ nói là họ chọn các em rất là ngẫu nhiên mà cho nên là không ngờ được là hai năm sau cái người học sinh xuất hiện trong cái đoạn quảng cáo đó lại chính là cái tay ám sát hụt cựu một cựu tổng thống của hoa kỳ cho nên ngay lập tức họ rút cái đoạn quảng cáo này xuống à, nhưng mà họ nói là họ vẫn đang tiếp tục à, giống như là um, phối hợp với cơ quan FBI nếu như mà FBI cần thêm những cái thông tin gì về năm đó khi mà Thomas Crux tham gia cái đoạn quảng cáo này. Dù đau khổ cách mấy đi chăng nữa thế nhưng lòng dân Ukraine cũng không thay đổi nhiều. Một cuộc thăm dò mới nhất liên quan tới hòa bình đàm phán với Nga. Câu hỏi đặt ra là quý vị có đồng ý đàm phán với Putin hay không? gần 50% khoảng 48% tuyên bố họ muốn tức là không điều này để chứng minh cho thấy một quốc gia một dân tộc mà bị chiến tranh, không ai muốn chiến tranh, không ai muốn chết chóc dù cái chết đó cho cả hai phía. Tuy nhiên cũng cùng một cái cuộc thăm dò đó khi họ hỏi nếu mà quý vị, đồng ý đàm phán, Ukraine đồng ý đàm phán. Quý vị có đồng ý với những điều kiện mà Putin đưa ra hay không? Bao gồm nhường đất, tất cả đều tuyên bố no. Cho nên đây là điểm rất là quan trọng. Cuộc thăm dò này à, họ cho biết đó, họ không có khả năng để phỏng vấn các binh sĩ ngoài tiền tuyến, binh sĩ của Ukraine và cũng như họ cũng không có khả năng để phỏng vấn bên phía Nga. Bởi vì cái việc mà bưng biết thông tin và Nga không muốn bị ảnh hưởng bởi các cuộc thăm dò này. Nhưng mà Ukraine khác, nó tự do, nó dân chủ hơn nhiều so với Nga. Nhưng để, để cho thấy rằng là ý nguyện của người dân uh, rõ ràng là đi theo ông Zelensky người dân đằng sau đây chỉ là người dân thôi mình chưa nói tới binh sĩ không có tuyên bố chính thức từ quân đội Hoa Kỳ à, quân đội Ukraine cuộc thăm dò cũng khẳng định đó đây chỉ là muốn tìm hiểu ý nguyện của người dân thôi cái phán quyết cuối cùng vẫn là do người tổng tư lệnh tức là ông Zelensky và quyết định của quân đội thì nếu mà thực hiện cuộc thăm dò đó thì Ukraine họ cũng Quân đội Ukraine cũng không muốn, họ muốn phải chiến thắng và họ muốn rằng nếu mà ngồi xuống đàm phán, đó, cái chuyện đầu tiên là Putin trả lại như là ông Zelensky muốn. Cái chuyện mà Zelensky từng tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua cho đến giờ phút này đó, ông nói chúng tôi rất muốn ngồi xuống và thậm chí nhờ Hoa Kỳ hiện nay đứng ra để thực hiện một hội nghị thượng đỉnh thứ nhì liên quan đến tiến trình hòa bình cho Ukraine và sẽ mời Nga tham dự với điều kiện lẽ đương nhiên Nga từ chối ngay lập tức là Putin không được đặt ra những điều kiện tiên quyết có nghĩa là phải nhường đất những vấn đề này như thế nào Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả sẽ còn tiếp tục trong phần tin tức ngày mai. Giờ đây mời quý vị vào trong trang nhà leadersaigontv.com theo dõi các bản tin mỗi ngày cũng như vào YouTube mong quý vị nhấn một nút like và subscribe. Chiều nay trở lại với chúng tôi với tiếp tục bản tin nổi bật liên quan đến vụ ám sát ông Trump. Xin chúc quý vị một đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.